chương 3320, bí mật, thiên sứ linh tâm có chút nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, đúng thế. Khi làm nữ vương có chút suy nghĩ một phen, cuối cùng, chậm rãi gật đầu. Vậy liền giữ đi, thiên sứ linh tâm chậm rãi phun ra một hơi. Ngọc hành tông, thần thiên trong núi, người không nên hỏi, mộng đồng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem thần thiên nói ra, biết quá nhiều, đối người không có chỗ tốt. Loại lời này ta nghe nhiều lắm, thần thiên lãnh đạm cười một tiếng, thấp giọng nói ra, tối nay, Sai Sử Triệu Thanh Phong đến bắt đi tiểu linh hồn người, tất nhiên chính là cái kia cùng ngươi có hôn ước người. Ta sẽ không đi động đến hắn, ta chỉ muốn biết rõ hắn là ai. Nói cho ta một cái tên, rất khó a." À. Mộng Đồng cúi đầu, chậm rãi lắc đầu, Thần Thiên cũng bất đắc dĩ thở dài, cười cười nói ra, "Được rồi, ngươi không nói, ta cũng có thể biết rõ." Ngươi thế nhưng là Ngọc Hành Tông thậm chí toàn bộ Hạ Thiên vực bên trong chói mắt nhất tồn tại, hoa của ngươi bên cạnh tin tức, ta nghĩ vẫn là có thể tùy tiện có thể hỏi. Vậy ngươi liền muốn sai Mộng Đồng thay đổi trước đó quyến rũ chi sắc, ngược lại là nghiêm nghị nhìn xem Thần Thiên nói ra, ta cùng người kia chi hôn ước, ta cùng ta sư phó cũng không đồng ý, vì vậy bên trong tông môn, hiếm có người biết rõ, Triệu Thanh Phong có thể biết rõ, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Ngươi hỏi không đến, ngoại trừ trưởng môn, ta sư tôn, còn có cái khác mấy người, không ai biết rõ. Ngươi là cảm thấy, trưởng môn có thể nói cho ngươi, vẫn là ta sư tôn sẽ nói cho ngươi biết. Thật sao? Thần Thiên trong lòng cười thầm, người khác hắn thật đúng là khó mà nói. Nếu là trưởng môn thiên diễn biết, vậy hắn thật đúng là có thể hỏi đến. Dù sao, hắn cùng trưởng môn hiện tại quan hệ, những người khác thật đúng là không biết rõ. Thần thiên địa vị bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, là cùng trưởng môn cùng thiên hủ lão đầu cung cấp. Mộng đồng hiện tại, nếu là thật điểm phá tầng này giấy cửa sổ, thật bàn về đến, còn phải gọi mình một tiếng sư thúc đây. Mộng đồng khẽ lắc đầu, thở dài, thấp giọng nói ra tốt, chuyện tối nay, chỉ mong không có lục nhĩ, nếu là để lộ một tia phong thanh, ngày tận thế của ngươi liền đến cho dù ngươi làm thiên y vô phùng, Triệu Thanh Phong chết, bên trong tông môn tất nhiên sẽ nghiêm tra. Nếu là tra được ngươi, tuyệt đối đừng đem ta khai ra, ta có thể cái gì cũng không làm. Ngươi thật sự là cái gì cũng không làm a?" À. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Mộng Đồng thấp giọng nói ra, "Tối nay ngươi, không phải tại khuê phòng của mình bên trong ngủ say a?" À. Nhóm chúng ta khi nào đã gặp mặt? Mộng Đồng nhìn xem Thần Thiên mặt, cười nhạo một tiếng, lắc đầu. "Hôm sau, bên trong tông môn không có bất cứ tin tức gì truyền đến." Tựa hồ Triệu Thanh Phong như thế một cái lớn cái người ly kỳ mất tích, căn bản cũng không có người chú ý. Bình tĩnh thật giống như Ngọc Hành Tông, cho tới bây giờ liền không có như thế một người đồng dạng. Thần Thiên không hiểu, Mộng Đồng càng là không hiểu, Ngọc Hành Tông tu luyện, cũng không có rất nghiêm ngặt, mỗi người ở trên núi, cũng có diễn võ chi địa, mà theo phát hạ tới công pháp thư tịch, cũng có người chuyên đưa tới. Trừ phi là có chuyện trọng đại kiện, từng cái đệ tử, trên cơ bản là không cần đi gặp mặt trưởng môn. Chỉ cần tại tự mình đỉnh núi, tự mình tu luyện liền tốt. Nếu là tu luyện chỗ nào gặp vấn đề, có thể thông qua thần thức cùng mình sư tôn giao lưu. Tu luyện nội dung, đơn giản chính là một chút chiến đấu kỹ pháp thôi. Dù sao thực lực tăng lên, ở cái thế giới này tới nói, chỉ cần thông qua linh dịch cung cấp liền tốt. Đối với loại này phương thức tu luyện, Thần Thiên mặc dù có chút không hiểu, bất quá nhưng cũng là lựa chọn tiếp nhận. Nếu là đạo tổ an bài, vậy liền đi đến một bước, lại lại nhìn trên một bước. Thuận theo tự nhiên thuận tiện, Thần Thiên giờ phút này ngay tại đỉnh núi trên diễn võ trường cùng linh giao luyện tập phá chiêu linh giao bất quá xuất sinh còn không có bao nhiêu thời gian liền đã thăng cấp vào thiên thánh cảnh giới mặc dù thực lực cường hãn nhưng lại cũng không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo thậm chí là ngay cả đánh người một cái cũng không biết rõ nên đánh ở nơi nào cho nên thần thiên cũng miễn cưỡng xem như nàng nửa cái sư phó theo cơ bản nhất dậy lên mà mộng đồng thì vội vã đi tới nơi đây từng thanh từng thanh ngay tại uống linh dịch thần thiên nắm chặt đi qua Người hôm nay nhất định phải nói cho ta, người ngày đó cùng trưởng môn, đến cùng đi nơi nào. Mộng đồng giận đùng đùng nhìn xem thần thiên hỏi, thần thiên lại là cười không nói, kia làm trao đổi, người nói cho ta, triệu thanh phong phía sau người kia, cùng người có hôn ước người kia, đến cùng là ai. Chớ cùng ta ra điều kiện, mộng đồng mang theo thần thiên cổ áo, một bộ muốn đánh người bộ dáng Mê người mùi thơm, thấm vào thần thiên trong miệng mũi. Thần thiên lại nhẹ nhàng đẩy ra mộng đồng trắng thuần nhu di, cười nhạt một tiếng, Hỏi ngược lại, vì cái gì nhất định phải biết? Người cùng trưởng môn ở giữa, nhất định có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mộng Đồng nhanh chóng nói, Triệu Thanh Phong như thế một cái lớn cái người ly kỳ mất tích, toàn bộ tông môn trên dưới, ngậm miệng không nói. Ta hỏi bất cứ người nào, tất cả mọi người tránh không kịp. Thậm chí ta đến hỏi trưởng môn, cũng đụng phải một cái mũi bụi. Có thể tại trong vòng một đêm, ngăn chặn nhiều người như vậy miệng, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, người nói ai còn có thể làm được đến? Ồ Ý của ngươi là, trưởng môn đặc biệt vì ta, đi chắn toàn bộ tông môn người miệng." Thần Thiên bật cười một tiếng, nhìn xem Mộng Đồng nói ra, "Ta Thần Thiên có mặt mũi lớn như vậy a? À? Đừng nói giỡn, không ai đùa giỡn với ngươi." Mộng Đồng vội vã nhìn xem Thần Thiên, nhanh chóng nói ra, "Đại điển hôm đó, ngươi cùng trưởng môn tất cả đều ly khai tông môn, đúng hay không? Các ngươi đi nơi nào? Nói cái gì? Đạt thành thỏa thuận gì? Nhanh lên nói cho ta, ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Thần thiên lại cười mỉm nhìn xem mộng đồng, bưng lên một chén lăn lộn linh dịch chén rượu, đưa cho mộng đồng. Mộng đồng nhìn thoáng qua thần thiên đưa tới chén rượu, tức giận đổ nhào. Ít đến bộ này, ngươi không nói cho ta, hôm nay ta liền không đi. Thần thiên nhưng trong nháy mắt bật cười, nhìn xem mộng đồng nói ra, không đi vừa vặn, giường của ta giường bên trong còn thiếu một vị mỹ nhân. Ngươi có dũng khí đùa bỡn ta, mộng đồng không có tức giận, ngược lại có mấy phần kinh ngạc. Vì sao không dám, thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra các ngươi thiên sứ nữ vương không phải nói ta đùa giỡn nàng cánh trái hộ vệ ta rõ ràng không có thế thì không bằng thật đùa giỡn một phen dù sao bỏ mặc ngươi đã từng như thế nào ngươi bây giờ thiên sứ thân phận hẳn là không tồn tại trong cơ thể của ngươi không có hư không dẫn kinh ngươi thiên sứ chi dực cũng ở vào một cái tỏa định trạng thái ngươi mộng đồng lập tức ôm chặt tự mình nhìn xem thần thiên cả giận nói ngươi nhìn trộm ta không thể a à thần thiên lãnh đạm hỏi ngược lại, ngươi liền không có nhìn trộm qua ta a à. Mộng đồng có chút cắn răng, nhìn xem thần thiên nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng ý đầu nhìn trộm ta, đừng có lần thứ hai. chương 3321, chấn ma thí luyện. Thần thiên lại là lạnh nhạt nhún vai, nhận lấy linh dao đưa tới kiếm, phảng phất không có nghe thấy mộng đồng uy hiếp. Mệt không, mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi, thần thiên cười sán lạn. Nhìn xem trước mặt linh giao trương này mặc dù cùng hạ giao không quá nhiều giống nhau mặt, lại là 10 điểm hài lòng hắn tựa hồ về tới năm đó mang theo hạ giao cùng nhau thời gian hài lòng đến thậm chí có thể đem linh vũ đại lục sẽ phải gặp phải lớn tai nạn đều có thể tạm thời không hề để tâm không nghĩ tới thế nhưng là dù vậy thần thiên vẫn là phải đem linh vũ đại lục đặt ở vị thứ nhất tạm thời hài lòng bất quá là khô khan điều hòa thôi uy mộng đồng nhìn thấy thần thiên thái độ như thế lập tức có nhiều không vui tiến lên một bước một đôi linh động mắt to nhìn chòng chọc vào thần thiên ta lại nói chuyện với ngươi thần thiên có chút ghé mắt nhìn xem mộng đồng cười một cái gật đầu nói ra ân ta nghe được trả lời ta các ngươi đến cùng nói thứ gì mộng đồng vẫn tại ép hỏi thần thiên thế nhưng là thần thiên lại không chút nào cần hồi đáp nàng ý tứ ta vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi thần thiên ánh mắt có chút lóe lên thấp giọng nói ra nhóm chúng ta rất quen a à. ngươi mộng đồng nhất thời nghẹn lời không biết rõ nên nói cái gì đi phản bác suốt cục mộng đồng nhìn thấy thật sự là theo thần thiên trong miệng hỏi không ra cái gì đồ vật đến, liền có chút tiết khí nói ra, tốt ra, à, vậy ta cũng không ép hỏi ngươi. Đi một chuyến đi, trưởng môn có lời mời, nghe được nơi đây, thần thiên ánh mắt lại rốt cục có chút có mấy phần biến hóa. Trưởng môn, thiên diễn, thần thiên hơi nhíu cao mày, nhìn về phía mộng đồng. Mộng đồng lại lập tức trừng mắt liếc thần thiên, nhanh chóng nói ra, tuy nói ngươi cũng không bái nhập ngọc hành tông, nhưng là tối thiểu nhất tôn trọng nếu là phải có. Trưởng môn tục danh, sao có thể gọi thẳng, Mộng đồng tựa hồ rất là không vui bộ dáng. Thần thiên lại là mỉm cười, lắc đầu, không có phản bác. Sau đó, thần thiên đứng dậy phủi tay, đem trong tay một bản kiếm phổ, ném cho mộng đồng. Mộng đồng rũi xuất thủ tiếp được, mí mắt lười biếng tại kiếm phổ bị nhìn lướt qua, kinh ngạc hỏi cái này cái gì. Kiếm phổ, sớm thời kỳ đạt được, kiếm pháp tú mỹ nhưng lại không mất linh động, uy lực cũng vừa phải, thích hợp nữ hài tử luyện. Mộng đồng lại cười lạnh một tiếng, muốn đem kiếm phổ đưa trả, thấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ cần cái này đồ vật a. Ai nói là cho ngươi?" Thần Thiên lên tiếng cười một tiếng, nhìn xem Mộng Đồng hỏi ngược lại. "Vậy ngươi cho ta làm cái gì?" Mộng Đồng ánh mắt lơ đáng tại linh dao kiếm trong tay trên đảo qua, lập tức liếc mắt, Minh Bạch Thần Thiên dụng ý. "Ngươi lấy ta làm cái gì rồi? Cho nàng là bồi luyện a, ta đi gặp trưởng môn, linh giao tu hành không thể bỏ bê." Thần Thiên hơi nheo mắt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, "Cho nên, nhờ ngươi, ta có nói qua phải đáp ứng." Sao, thần, ngươi, mộng đồng lời nói vẫn chưa nói xong, thần thiên cũng đã bóp một cái không biết rõ cái gì quyết, biến mất ngay tại chỗ. Tức mộng đồng hung hăng dậm chân, mà lúc này, linh Giao thì cười hì hì bu lại. Mộng đồng tỉ tỉ, nhóm chúng ta bắt đầu đi, ngọc hành tông, bên trong đại điện, thần thiên chậm rãi bước vào, sư huynh, ngươi tìm ta. Thần thiên rất khách khí nhìn xem phía trước đứng đấy thiên diễn nói. Thiên diễn có chút xoay người lại, thấp cúi đầu, nhìn lướt qua thần thiên, có chút thế nào chắt lưỡi nói, nhìn người thế nào đều là chỉ có thiên khiếu nhị trọng thiên mà thôi a. À. Thần thiên ngẩn ra một cái, bất quá, chợt liền minh bạch thiên diện y tứ. Nhìn, hắn là biết rõ, cái này triệu thanh phong chết, tất nhiên là thiên diễn ở sau lưng đè xuống. Mộng đồng nói rất đúng, có thể tại trong vòng một đêm, ngăn chặn tông môn trên dưới to to nhỏ nhỏ mấy trăm tấm miệng người. Ngoại trừ thần thiên trước mặt vị này ngọc hành tông trưởng môn bên ngoài. Lại tìm không ra người thứ hai, lại có thể diệt sát triệu thanh phong, người đến cùng là dùng thủ đoạn gì thiên diễn nhíu chặt lông mày một bộ khảo lượng bộ dáng nhìn chằm chằm thần thiên thần thiên lại là lạnh nhạt cười một tiếng lắc đầu nói ra không có gì thủ đoạn sư huynh tới tìm ta chính là muốn nói chuyện này nói xong thần thiên còn không có đợi thiên diễn đáp lời liền lập tức đi tới một bên bên cạnh bàn trà tự mình rót một chén trà uống một ngụm tiếp tục nói ra như là đã đẻ xuống ép liền mộng đồng cũng tìm hiểu không đến một chút xíu tin tức kia chắc hẳn sư huynh tới tìm ta cũng không phải đến hưng sư vấn tội a à. Thiên diễn lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm thần thiên nói ra, người ngược lại là sẽ được tiện nghi còn khoe mẽ, hoàn toàn chính xác, ta không phải đến hương sư vấn tội. Triệu thanh phong ý đồ mưu hại linh giao bảo đệ, là chính hắn muốn chết, huống chi, hắn rành rành như thế thân phận, lại cam làm người khác ưng khuyển, còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Cam làm ai ưng khuyển, thần thiên lập tức nheo lại hai mắt, nhìn chăm chăm thiên diễn nhanh chóng đuổi theo hỏi. Thiên diễn ánh mắt tại thần thiên trên mặt đánh giá một phen, cười lạnh nói, thế nào, nghĩ biết rõ địch nhân của ngươi là ai. Hoàn toàn chính xác, có người muốn trị ta, hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, loại cảm giác này cũng không tốt. Thần thiên cười ngượng ngùng một tiếng nói ra, lại nói ta thân phận này, tại trong tông môn tất nhiên sẽ gây nên người khác bất mãn, có người nhầm vào ta, cũng đúng là như thường. Ta phải biết rõ, nghe thần thiên, thiên diễn khẽ gật đầu, nhìn xem thần thiên nói ra, đúng là như thế, đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Thần thiên khẽ gật đầu, Bưng chén trà ngồi xuống, thấp giọng nói ra, "Vậy sư huynh mời nói." Thiên Diễn chậm rãi dạo bước đến thần thiên trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới thấp giọng mở miệng nói, "Tiếp qua ước chừng nửa tháng, chấn ma thí luyện liền muốn mở ra." Chấn ma thí luyện, thần thiên hơi nhíu cao mày, nhìn về phía Thiên Diễn, có chút không hiểu. "Đúng, chấn ma thí luyện." Thiên Diễn khẽ gật đầu, đem chén trà hướng thần thiên trước mặt đẩy đẩy, thấp giọng nói ra, "Đây là hạ thiên vực bên trong, không có năm vạn năm một lần thí luyện, cũng là một lần đại sự." Màu vàng ánh nắng đã qua, màu lam ánh nắng lại đến. Chấn ma thí luyện bắt đầu ở tức, người phải cần mau chóng tu tập tránh né màu lam ánh nắng biện pháp. Người còn không có nói, cái này chấn ma thí luyện, đến cùng là làm cái gì? Thần thiên lập tức tìm được trọng điểm, thiên diễn lạnh nhạt gật đầu, đưa cho thần thiên một quyển sách, thấp giọng nói ra, nhất thời nửa khắc giải thích không rõ, trong này có một ít ghi chép, người trước xem đi, sau nửa canh giờ, ta lại tới tìm ngươi. Nói đi, thiên diễn liền lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng phía buồng trong đi đến. Thần Thiên nhìn xem Thiên Diễn chắp tay bóng lưng rời đi, hơi kinh ngạc. Bất quá đã muốn hắn xem, vậy liền xem. Thần Thiên lật ra quyển kia tạo hình cổ phác, thậm chí còn có mấy phần lịch sử nặng nề cảm giác sách. Chấn Ma thí luyện, năm vạn năm một lần, tương truyền, tại xa xưa đến không bất luận cái gì lịch sử nói thẳng phiến lá ghi lại đi qua, Hạ Thiên vực từng xuất hiện một đám kỳ dị sinh vật. Chương 3322, cơ duyên lớn. Những sinh vật này tựa hồ cũng không phải là thuộc về cái thế giới này cái này vị diện, thậm chí là cái này tầng cấp tồn tại. Bọn hắn không có tình cảm, không có thực thể, không có dung mạo, thậm chí là không có cái gì. Mà duy nhất có, chính là không ngừng giết chóc dục vọng. Bọn hắn không khác biệt thôn vệ hạ thiên vực phía trên một ngọn cây cọng cỏ, sát hại bọn hắn ánh mắt chiếu tới hết thảy sinh linh, nếu như những này sinh vật, cũng có ánh mắt. Bọn hắn đến, thường thường nương theo lấy một đoàn lại một đoàn hắc vụ. Hắc vụ đi tới chỗ, không có một ngọn cỏ, tất cả sinh vật cùng sẽ biến thành bất sinh không chết phong linh sinh vật, mất đi bản thân ý thức mất đi thân thể chỉ còn lại một bộ khung xương cùng cùng những sinh vật kia đồng dạng nguyên thủy giết chóc dục vọng tựa như là sinh hóa nguy cơ đồng dạng mà tại thời kỳ viễn cổ hạ thiên vực từng có một vị đại năng lấy lực lượng một người luyện hóa thiên hạ tất cả cường giả thân thể cùng linh hồn đúc thành một tòa chấn ma lồng giam cũng chính là bây giờ yên tĩnh vực sâu yên tĩnh vực sâu chính là chấn ma thí luyện nơi ở chấn ma trong lồng giam phong tỏa những này trong hắc sinh vật bọn hắn không cách nào đi ra cái này lồng giam, lại có thể thời khắc hủ hóa tại yên tĩnh vực sâu xung quanh sinh vật, đem bọn hắn cải tạo thành vong linh sinh vật. Trọng yếu nhất chính là, chấn ma lồng giam phong ấn, mỗi năm vạn năm, liền sẽ buông lỏng một lần. Mỗi lần buông lỏng, nếu là không phái người đi ra cố phong ấn. Như vậy những này hắc ám sinh vật, liền sẽ xông ra lồng giam. Đến lúc đó, nếu để cho những sinh vật này móc ra lồng giam, như vậy đối với hạ thiên vực tới nói, liền không hề nghi ngờ chính là một trận tai nạn, lần trước phong ấn là vì kia viễn cổ đại thần luyện hóa toàn bộ hạ thiên vực tất cả cường giả thân thể cùng linh hồn mới đúc thành như thế một tòa trấn ma lồng giam bây giờ hạ thiên vực bên trong có ai có thể có như thế đại thủ bút hạ thiên vực những cường giả kia lại há có thể cam tâm bị người khác luyện hóa vì vậy bình thường hỗn chiến không nghỉ tất cả đại tông môn liền ăn ý tạo thành một cái ước định một khi yên tĩnh trong vực sâu trấn ma lồng giam phong ấn nới lòng. tất cả tông môn ở giữa không phải lại có bất luận cái gì tự giết lẫn nhau hành vi mà là muốn đồng thời phái ra trong tông môn đệ tử, tiến về yên tĩnh vực sâu, lần nữa phong ấn những cái kia trong hắc vụ sinh vật. Đây cũng là trấn ma thí luyện, đây là một trận 10 phần nguy hiểm thí luyện, nhưng là, nhưng cũng là một trận tồn tại cơ duyên lớn thí luyện. Có thể nghĩ, yên tĩnh trong vực sâu trấn ma lồng giam, là thời kỳ viễn cổ vị kia đại thần luyện hóa toàn bộ hạ thiên vực tất cả cường giả tạo thành liên. Vậy cái này cũng liền đại biểu những cường giả kia, sớm đã hóa thành các loại thượng phẩm linh dịch, thậm chí là tuyệt phẩm linh dịch mà tất cả đại tông môn đi hướng chấn ma thí luyện đệ tử, chuyến này đoạt được linh dịch, cùng thuộc sở hữu của mình, không cần nộp lên tông môn, có thể tự hành chi phối linh dịch quyền sử dụng. Vì vậy, cái này mặc dù là một trận 10 phần nguy hiểm thí luyện, nhưng là, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái công việc béo bở. Tất cả đại tông môn đệ tử, đối với mỗi năm vạn năm một lần chấn ma thí luyện danh ngạch, tranh cũng là đầu rơi máu chảy. Xem hết rồi sao, thiên diễn từ giữa phòng đi ra, trong tay không biết rõ cái gì thời điểm có thêm một cây phất trần một bộ lão đạo nhân bộ dáng thần thiên chậm rãi khép lại sách vở khẽ gật đầu nhìn xem thiên diễn nói ra đại khái xem hết đi ngươi là muốn cho ta đi tham gia cái này chấn ma thí luyện thần thiên có chút quay vòng lông mày nhìn xem thiên diễn hỏi thiên diễn lại là chậm rãi lắc đầu nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra không phải ta muốn ngươi đi là đạo tổ muốn ta an bài ngươi lần này tiến đến thần thiên khẽ gật đầu thấp giọng nói ra hoàn toàn chính xác có thể đi kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ta thực lực bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu, cần thí luyện. ngươi cho rằng đây là ngươi muốn đi liền có thể đi? Thiên Diễn có chút nước thần thiên một cái, thấp giọng nói. Thần Thiên cũng ngẩn ra một cái, nhìn về phía Thiên Diễn hỏi, ngươi là trưởng môn, chẳng lẽ còn không làm được những này quyết định a? À? Tự nhiên không thể. Thiên Diễn khẽ thở dài một cái, nhìn xem Thần Thiên nói ra, trưởng môn thường thường thân bất do so kỳ, to như vậy một cái tông môn muốn quản lý, vạn sự đều muốn dựa theo quy củ đến trưởng môn nếu là tự mình phá hư quy củ, kia chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Thần thiên khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi, cho nên ngươi dự định an bài thế nào? Một câu, an bài không được, thiên diễn khẽ lắc đầu, xem nói với thần thiên, đệ tử mới nhập môn đi chấn ma thí luyện, hoàn toàn chính xác chưa từng có tiền lệ như vậy. Cuống chi, trên danh nghĩa, ngươi còn không phải ngọc hành tông đệ tử. Cho dù ngươi là đạo tổ đệ tử, cũng không có cửa sau có thể đi. Cho nên, ta bảo ngươi tới mục đích là muốn ngươi đi tranh thủ. Cái này cơ hội, nhất định phải bắt lấy, một lần chấn ma vực sâu chuyến đi, nếu là có thể còn sống trở về, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Thần thiên nghe thiên diễn, kém chút không có tức cười. Lão nhân này chơi người đâu ha, gọi mình tới, lại nói an bài không được, nhưng chính thần thiên đi tranh thủ. Đây coi là chuyện gì, thần thiên không biết rõ nên nói những gì, mà ta hiện tại nói cho ngươi lực cản. Thiên diễn tự nhiên cũng là chú ý tới thần thiên biểu lộ, cười cười nói ra, chấn ma thí luyện tuyển cử, tại ngọc hành tông bên trong là thông qua nhóm đệ tử bỏ phiếu kín tiến hành tuyển chọn trên cơ bản trước kia mấy lần đều là diệp lăng phong mộng đồng cùng triệu thanh phong mấy người được tuyển bởi vì liền bọn hắn thực lực khá mạnh uy vọng cũng cao mà bây giờ triệu thanh phong đã chết tự nhiên là thiếu mấy cái vị trí ngươi có thể đi tranh thủ nhưng là diệp lăng phong tất nhiên muốn ngăn cản ngươi chuyện này chính ngươi giải quyết ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy cái này cơ hội có thể hay không bắt lấy còn phải là dựa vào ngươi thần thiên nghe thiên diễn có chút suy nghĩ một phen, quay đầu hỏi, cho nên, cái này Diệp Lăng Phong, đến cùng là ai? Hôm đó đại điển phía trên, đứng tại bên cạnh ta người. Dẫn người tới này đại điện bên trong người, nghe được nơi đây, thần thiên có chút nhếch nhếch miệng, gật đầu cười, nhận lấy thiên diễn nói ra, Ngọc Hành Tông Đại Sư Huynh, Triệu Thanh Phong phía sau người kia, cùng mộng đồng có hôn ước người kia. Thiên diễn lông mày hơi nhíu, người thế mà biết rõ nhiều như vậy, thần thiên cười không nói, không tệ, đúng là hắn. Thiên diễn gặp thần thiên không nói, liền lập tức khẽ gật đầu tiếp tục nói ra còn có cái gì muốn hỏi sao hắn là đồ đệ của ngươi thần thiên như là hỏi đúng thiên diễn khẽ gật đầu thấp giọng nói ra trích tinh huyền thể thực lực không thể khinh thường thần thiên giật giật khóe miệng nhìn về phía thiên diễn hỏi ta nếu là giết hắn ngươi làm cảm tưởng gì tự nhiên là giết ngươi báo thù cho hắn thiên diễn bình tĩnh nói không sợ đạo tổ trả thù thần thiên cười hỏi ngược lại đạo tổ là ngươi sư phó cũng là ta sư phó Thiên diễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, hắn so với ta so sánh thân cận, vẫn là cùng ngươi. Trường 3323, mượn đao giết người. Tương lai định số, không chỉ ngươi một cái, ta cũng thế. Thần thiên khẽ gật đầu, nhìn xem thiên diễn thấp giọng nói ra, đã hiểu, đã như vậy, ngươi tìm đến ta mục đích, cũng rõ ràng. Ta phải thoát khỏi trở ngại của hắn, nhưng là lại không thể giết hắn. Thiên diễn lạnh nhạt cười một tiếng, gật đầu nói ra, nhưng cũng. Mà cái dám, thần thiên lạnh lùng hừ một cái, Đem chén trà hướng trên bàn trà tiện tay quăng ra, quay người liền đi, cái này cơ hội, ta từ bỏ. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói đi câu nói này, Thần Thiên thân ảnh đã biến mất tại đại điện bên ngoài. Thiên Diễn nhìn xem Thần Thiên rời đi phương hướng, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng không có nói câu nào. Thần Thiên trong lòng đã có mấy phần suy tính, nhìn, cái này Ngọc Hành Tông cũng không có gì tiếp tục chờ đợi cần thiết. Trưởng môn mặc dù tính được là là sư huynh của mình, có thể hắn nói một chút cũng không sai đạo tổ cũng không có khả năng hoàn toàn bảo vệ hắn mà bây giờ cái kia diệp lăng phong ở sau lưng trị thần thiên thần thiên lại không thể động diệp lăng phong điểm này cũng không công bằng mà thần thiên cũng không cần người khác đến vì chính mình cung cấp một cái công bằng trên thế giới này cũng không có tuyệt đối công bằng muốn công bằng còn phải là dựa vào nắm đấm của mình một quyền một quyền đánh ra tới thần thiên không biết rõ nên nói những gì cái này cái gọi là trấn ma thí luyện kỳ ngộ không cần cũng được nào đó thiên điện bên trong Diệp Lăng Phong ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Hôm đó yêu mị nữ tử, một đôi bảy đôi hơn tuyết tay trắng, đã lặng lẽ leo lên cổ của hắn. Diệp Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn là không ai nói. Diệp Lăng Phong cho mày, kia yêu mị nữ tử lập tức đổi một bộ thất vọng đến cực điểm biểu lộ, thấp giọng nói ra, đúng, Triệu Thanh Phong như thế một cái lớn cái người chết rồi, toàn bộ tông môn trên dưới, không một người có dũng khí đàm luận. Vậy liền không cần lại đi nghe ngóng. Diệp Lăng Phong nặng nề thở dài, hừ lạnh nói, việc này, hẳn là bị trưởng môn áp xuống tới. Trưởng môn cùng cái kia thần thiên ở giữa, nhất định là tồn tại một ít thỏa thuận. Bên ngoài, không muốn đối địch với hắn, Diệp Lăng Phong cuối cùng nói, có thể kia yêu mị nữ tử, lại tựa hồ như có chút không cam lòng hỏi, cứ như vậy nhường hắn cưỡi tại trên đầu của ngươi. Không ai có thể cưỡi tại trên đầu của ta. Diệp Lăng Phong kia tuấn lãng trên khuôn mặt, đột nhiên bò lên trên một tầng nét nham hiểm, cười lạnh nói, sao không đến một tay mượn đao giết người đâu? Làm sao cái mượn đao giết người pháp yêu mị nữ tử lập tức hỏi. Diệp Lăng Phong khóe miệng kéo lên như đúc thâm trầm ý cười, đem hai cây ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đập vào trước mặt một tờ giấy phía trên. Tờ giấy kia phía trên, hiển nhiên là Diệp Lăng Phong hôm nay mới viết mặc bảo. Bên trên ghi hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, chấn ma, thời gian trôi qua rất nhanh, mộng đồng vẫn như cũ mỗi ngày cũng đến quấy giày thần thiên, ý đồ truy vấn ra thứ gì. Thế nhưng là thần thiên miệng lại là gấp quá mức, bỏ mặc mộng đồng sử suốt cái gì biện pháp đến, Thần Thiên chính là thêm một cái lời không chịu nói. Phạm là Mộng Đồng đem thoại đề hướng nàng nghĩ biết đến những chuyện kia phía trên nhất chuyển, chuyện thoáng biến đổi. Thần Thiên liền lập tức giả câm, một lúc sau, Mộng Đồng đã bỏ đi theo Thần Thiên nơi này thu hoạch đến bất cứ tin tức gì ý niệm. Mà chấn ma thí luyện cũng đã sắp đến, ngày mai chính là chấn ma thí luyện xuất phát ngày. Ngày hôm nay, Mộng Đồng tìm đến Thần Thiên, chính là cáo tri Thần Thiên, hôm nay có chấn ma thí luyện nhân viên tuyển chọn đại điển. Cần Thần Thiên cùng nhau tiến đến thần thiên hoàn toàn có thể không cần đi nhưng là linh giao là ngọc hành tông đệ tử nàng nhất định phải đi thần thiên cũng không thể không cùng theo đi tiền điện trên quảng trường lúc này lại tề tiểu tông môn toàn bộ đệ tử như là hôm đó linh giao vỡ lòng đại điển tất cả đệ tử cũng tụ tại nơi này mà cùng lần trước khác biệt chính là vỡ lòng đại điển phía trên mỗi vị đệ tử ngồi trước bàn bái phóng đều là linh dịch mà lần này trưng bày lại là văn phòng tứ bảo nhìn đây chính là thiên diễn nói tới cái kia bỏ phiếu tuyển chọn Linh Giao chính nhìn xem trước mặt tờ giấy, quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên ca ca, cái này ta nên viết ai vậy? Trấn Ma thí luyện là cái gì a? À? Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không có quan hệ gì với chúng ta, đến thời điểm bỏ quyền liền tốt. A, à, tốt, Linh Giao ngược lại là 10 điểm nghe lời. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Linh Giao dứt khoát trực tiếp đụng đều không đi đụng tờ giấy kia, một người nâng cầm lên, buồn bực ngán ngầm, mắt to ủng ục ục trực chuyển, tại trên quảng trường đồng môn trên mặt vừa đi vừa về giao động. Thần Thiên cũng không có cái gì quá lớn hào hứng, còn không bằng sớm một chút xong việc, trở về còn có thể bồi linh giao luyện thêm một luyện ngày hôm qua bộ kiếm pháp. Nhà đầu này là thiên linh, trời sinh năng lực lĩnh ngộ, cùng các loại thiên phú, liền muốn so với người bình thường cao hơn một mảng lớn đi. Cũng chính bởi vì vậy, linh giao học tập cái gì kiếm chiêu, võ kỹ các loại, cuối cùng còn nhanh hơn người khác trên rất nhiều lần. Đây là liền thần Thiên cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Hiện tại linh giao, thực lực vẫn là thiên thánh mà võ kỹ các loại cũng rèn luyện không sai biệt lắm kỳ thật thiếu khuyết chính là một trận lại một trận thực sự thực chiến đến rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu vì vậy thần thiên cũng tư tâm cho rằng kỳ thật lần luyện tập này linh giao hay là thật có thể đi chí ít là một lần không tệ rèn luyện mà cái kia chấn ma thí luyện nhưng lại là nguy cơ trùng trùng nếu là nàng muốn đi thần thiên tất nhiên muốn đi theo cùng nhau càng nghĩ thần thiên chậm rãi cầm lấy trước mặt bút lông sói bút đặt ở sớm đã mài mực xong trong nghiên mực liếm liếm bút bàn tay lớn chỉ trích một phen, rồng bay phượng múa hai chữ, liền sôi nổi trên giấy. Linh Giao, vạn nhất đâu, nếu là nàng thật có thể đi, cho dù thần thiên cũng không có bị tuyển chọn bên trên, nhưng là thần thiên cũng không phải Ngọc Hành Tông đệ tử. Tự nhiên là không cần nghe theo Ngọc Hành Tông an bài. Phụng trộm đi cùng chính là, trên đài cao, thiên diễn hướng phía bên người Diệp Lăng Phong có chút nhìn lướt qua. Diệp Lăng Phong lập tức hiểu ý, tiến lên hai bước, hào phóng vừa vặn. Thế nhưng là, Diệp Lăng Phong nói lời, lại làm cho thần thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là thần thiên ngoài ý muốn, thậm chí là liền thiên diễn cũng người điểm ngoài ý muốn. Chư vị đồng môn, nay phụng sư mệnh, Chuyên tới để là ngày mai chi trấn ma thí luyện, chọn lựa chúng tuyển đệ tử. Dựa theo lệ cũ, vẫn như cũ là áp dụng không ký danh bỏ phiếu phương thức tiến hành tuyển chọn. Chỉ bất quá, trước đó, ta cả gan có một lời, khẩn cầu chư vị suy tính. Nói nơi đây thời điểm, thiên diễn đóng lại hai mắt, liền đã có chút mở ra một nửa. Dù sao tại sớm định ra quá trình bên trong, không có Diệp Lăng Phong tự do phát triển đoạn ngắn. Từ xưa đến nay, ta Ngọc Hành Tông chấn ma thí luyện bên trong, chưa bao giờ có mới nhập môn đệ tử liền nhập chấn ma thí luyện tiền lệ. Nhưng chư vị đồng môn mời xem, nói, Diệp Lăng Phong vung tay lên, vậy mà hướng phía thần thiên cùng linh giao phương hướng chỉ đi qua. Thần thiên cùng linh giao đồng thời ngẩn người, chương 3324, lưu người toàn thây. Chư vị đồng môn cũng toàn bộ cũng theo Diệp Lăng Phong ngón tay phương hướng nhìn qua thần thiên ca ca người không phải nói hôm nay không có chuyện của chúng ta sao linh giao chấp một đôi linh động mắt to nháy nháy nhìn xem thần thiên thần thiên tự nhiên cũng là không hiểu hơi nhíu cao mày thấp giọng nói với linh giao trước tạm nghe nha linh giao có chút chép miệng diệp lăng phong đứng tại trên đài cao chỉ vào thần thiên cùng linh giao tiếp tục nói ra linh giao sư muội chính là thiên linh mà thần thiên sư đệ thì là một vị người trọng tình trọng nghĩa chắc hẳn chư vị cũng biết rõ thần thiên là vì bảo hộ linh giao sư muội cam dẫn chín đạo huyền kim lôi kiếp. Ta Ngọc Hành Tông không nên là một cái băng lãnh môn phái, hẳn là một cái có tình vị môn phái. Vì vậy, ta cho rằng, thần thiên sư đề cùng linh giao sư muội hẳn là tại lần này trấn ma thí luyện bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nghe được nơi đây, thần thiên ánh mắt, không khỏi hướng phía thiên diễn nhìn qua. Thiên diễn ánh mắt, cũng lơ đãng hướng phía thần thiên cong lên. Hai người ánh mắt liếc nhau một cái, lẫn nhau cũng không có từ đối phương trong mắt, tìm tới muốn đáp án. Rất rõ ràng, thần thiên tưởng rằng thiên diễn an bài diệp lăng phong tới nói lời nói này mà thiên diễn cũng là cho rằng thần thiên cùng diệp lăng phong ở giữa xảy ra chuyện gì nhưng là bây giờ hai người liền vẻn vẹn như thế vội vàng một cái liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra là diệp lăng phong tự tác chủ trương thần thiên cũng không biết rõ nên nói như thế nào bất quá thần thiên nhưng lại chưa để ở trong lòng dù sao vẻn vẹn bằng vào như thế hai câu nói thần thiên cho rằng không đủ để cải biến các sư huynh đệ bỏ phiếu thế nhưng là là bỏ phiếu đón kết quả ra thời điểm, vẫn là để thần thiên có chút khiếp sợ. Cuối cùng bỏ phiếu kết quả, quyết định lần này chấn ma thí luyện nhân tuyển, theo thứ tự là Diệp Lăng Phong, Mộng Đồng, còn có bốn vị thần thiên không quen biết, cùng thần thiên cùng linh giao tổng tám người. Kết quả này là nhường thần thiên bất ngờ, thần thiên ca ca, ta nghe được tên của ta, linh giao lập tức lung lay thần thiên cánh tay, thần thiên một mặt kinh ngạc, nhìn chầm chầm trên đài cao Diệp Lăng Phong. Mà Diệp Lăng Phong thì hướng phía thần thiên quăng tới một cái coi như hữu thiện ánh mắt thần thiên lại là không sai biệt lắm, rõ ràng nguyên nhân. Hắn suốt ruột, ban đêm, mộng đồng đi tới thần thiên đỉnh núi, là linh giao giảng giải cái này chấn ma thí luyện. Mà thần thiên thì là len lén lẻn vào thiên diễn nơi ở. Hắn không khỏi, có chút quá nóng lòng đi, thần thiên hơi nhíu cao mày, nhìn chằm chằm thiên diễn hỏi. Thiên diễn cúi đầu, thật lâu mới mở miệng nói ra, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như thế một tay. Cư nhiên như thế chờ không nổi, xem ra, hắn đã xem ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta không thể giết hắn, xem ở đạo tổ trên mặt mũi, ta có thể miễn cưỡng nhẫn hắn một nhẫn. Thần thiên khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói ra, có thể hắn nếu là muốn động linh dao, dám động nàng một tơ một hào, ta nhất định phải hắn gấp 10 hoàn lại. Đến lúc đó, mong rằng sư huynh, đừng nói ta không nể mặt mũi. Thiên diễn khẽ cười khổ một phen, quay đầu nhìn về phía thần thiên thấp giọng nói ra, vậy ta so người thoáng nhân từ một chút. Người như lưu hắn toàn thây, ta liền cũng lưu người toàn thây. Thần thiên nghe cái này gần như uy hiếp ngữ, lại là nhịn không được cười lên. Đi, thần thiên lạnh nhạt đứng dậy, bước dài lên, hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhớ kỹ ta, thiên diễn tựa hồ là có chút không yên lòng cảm giác, hướng phía thần thiên hô một tiếng. Thần thiên lại toàn bộ nhường xem như không nghe thấy, một bước cũng không có dừng lại. Hôm sau, chấn ma thí luyện mở ra, màu lam ánh nắng chiếu dọi xuống, thần thiên một nhóm người, toàn bộ cũng chuẩn bị xong xuất phát. Mà tại cái này màu lam dưới ánh mặt trời, thời khắc này thần thiên, vẫn còn chưa tu tập chống cự màu lam ánh nắng công pháp. Thần thiên dứt khoát cũng không giấu nghề, trực tiếp tại trước mặt mọi người, triển khai thiên sứ chi dực. To lớn trắng tinh cánh chim, bảo vệ lấy thân thể của mình, không bị màu lam ánh nắng chỗ xâm nhập. Mà một bên linh dao, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bất quá mới đạo thanh nhị trọng thiên cảnh giới, giờ phút này, màu lam ánh nắng, vậy mà đã không cách nào ăn mòn đến nàng một tơ một hào. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, không thể không bội phục thiên linh chi thần dị. Mà Thần Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới Diệp Lăng phòng ánh mắt. Hiển nhiên, hắn đối linh giao trong ánh mắt một màn kia nóng bỏng, biến càng thêm nhiệt liệt. Trên bầu trời, đã lít nha lít nhít bay đi lên rất nhiều người. Kia là tất cả đại tông môn đệ tử, toàn bộ cũng tại hướng phía Yên Tĩnh vực sâu phương hướng bay đi. Mà Thần Thiên bọn người, cũng tại tông môn một vị trưởng lão dẫn đầu dưới, hướng phía Yên Tĩnh vực sâu mà đi. Bay qua một mảnh hắc hải, lại bay qua không biết rõ bao nhiêu tòa núi cao thần thiên có thể rõ ràng cảm nhận được màu lam ánh nắng xâm nhập, tại dần dần biến yếu. Mà càng đi về trước bay, thậm chí tia sáng đều sẽ biến hắc ám. Cơ hồ tất cả mọi người ý thức được, yên tĩnh vực sâu nhanh đến. Đối với Diệp Lăng Phong cùng mộng đồng tới nói, loại này địa phương, sớm đã tới qua không biết rõ bao nhiêu lần. Đã sớm là xe nhẹ đường quen, thế nhưng là tất cả đại tông môn bên trong, luôn có lần đầu tiên tới nơi này. Bao quát ngọc hành tông thời khắc này trong đội ngũ thần thiên cùng Linh Giao thần thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Hắn vốn cho rằng, Diệp Lăng Phong sẽ như cùng thiên diễn nói, cực lực ngăn cản tự mình chúng tuyển chấn ma thí luyện đội ngũ. Vì vậy thần thiên cũng liền dứt khoát không có đi làm bất kỳ tranh thủ. Có thể hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Phong lòng giả vậy mà như thế chật hẹp. Vậy mà đã không nhịn được muốn trừ hết tự mình. Hắn cực lực giới thiệu thần thiên tiến vào chấn ma thí luyện, hắn tâm có thể tra. Thần thiên lòng dạ biết rõ, Diệp Lăng Phong một chiêu này, gọi là mượn đao giết người mượn cái này nguy cơ trùng trùng chấn ma vực sâu đến diệt trừ chính mình. Ngọc hành tông chuyến này tám người bên trong không tính thần thiên cùng linh giao bên ngoài thực lực cảnh giới cũng là đạo thanh nhất trọng thiên. nói cách khác trên cơ bản tất cả đại tông môn phái ra tham gia chấn ma thí luyện đệ tử đều là thiên thánh có thể hết lần này tới lần khác có thần thiên như thế một cái chỉ là thiên khiếu nhị trọng thiên dị số. liền chính thần thiên cũng cảm thấy buồn cười yên tĩnh vực sâu đã đến tất cả đại tông môn đệ tử toàn bộ bay thấp mà xuống. Tốt, chấn ma thí luyện chính thức bắt đầu. Dẫn đầu bọn hắn đến đây, trưởng lão là nhóm đệ tử dạy bảo nhớ kỹ các ngươi mục đích của chuyến này. Lấy các ngươi trong tay chấn linh phù ra cố thuộc về nhóm chúng ta ngọc hành tông kia một đạo phong ấn. Các ngươi có 7 ngày thời gian, bảy thiên nhất đến, ta sẽ ở nơi đây tiếp ứng các ngươi. Có thể còn sống trở về, theo ta trở về tông môn, tự nhiên sẽ có càng nhiều tài nguyên phân phối. Mà chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nếu là không cách nào còn sống trở về, vậy liền tự cầu đa phúc đi. Nghe cái này không có một chút nhân tình vị, Thần Thiên không khỏi bật cười một tiếng. Trấn Ma thí luyện, bắt đầu như thế đó a. À. Thần Thiên móc ra trong tay trấn linh phù, nhìn thoáng qua. Tựa hồ là rất đơn giản nhiệm vụ, mỗi một cái sư huynh đệ cũng có 10 cái trấn linh phù, 80 tấm trấn linh phù, dán tại Trấn Ma đại trận phía trên, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chương 3325, yên tĩnh vực sâu. Thế nhưng là giờ phút này, Thần Thiên lại đột nhiên phát hiện tự mình cùng linh giao trong tay chấn linh phù, phân biệt thiếu một chương. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong hướng về phía thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy lập lè răng trắng. Mười cái sao, linh giao vỉnh lên miệng nhỏ đếm lại số, cuối cùng gái gái cái ót nói ra, thế nhưng là rõ ràng linh giao nơi này, chỉ có chín cái A. Thần thiên cũng thấp cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái mình bốn tờ, tay phải năm tấm chấn linh phù. Hắn hết sức kinh ngạc, cái này, là chuyện gì xảy ra? rõ ràng buổi sáng xuất phát thời điểm, trưởng môn cho mỗi cái người phát chấn linh phù, toàn bộ đều là 10 cái. Một tấm không nhiều, một tấm cũng không ít, thần thiên cố ý đếm qua, Diệp Lăng Phong là như thế nào làm được, lạng yên không tiếng động đem tự mình cùng linh giao hai tấm linh phù trộm đi. Nhìn thấy thần thiên cùng linh giao biểu lộ, Diệp Lăng Phong một mặt giả cười đi tới. Thế nào thần thiên sư đệ, có vấn đề gì không? Nói chuyện đồng thời, Diệp Lăng Phong ánh mắt, lờ đãng hướng phía thần thiên trong tay linh phù bên trên nhìn một chút, mà thần thiên thì hời hợt đem còn lại chín cái linh phù thu vào. Diệp Lăng Phong lạnh nhạt cười một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống linh dao trên tay. Linh dao tâm trí đơn thuần, không có thần thiên cùng Diệp Lăng Phong như vậy tính toán, tự nhiên cũng không có chú ý tới là Diệp Lăng Phong trộm đi chấn linh phù. Tự nhiên cũng không biết rõ Diệp Lăng Phong giờ phút này đang muốn nổi lên. Hở, vì cái gì linh dao sư muội là chín cái chấn linh phù a? À. Diệp Lăng biết rõ còn cố hỏi, thần thiên lập tức giành lấy lời nói cười cười nói ra nàng ngại cầm mệt mỏi để cho ta giúp nàng cầm một tấm nghe thần thiên diệp lăng phong trực tiếp bật cười trầm thấp hỏi lý do này tựa hồ có chút hoang đường a à. sẽ không phải là làm mất rồi một tấm a à. thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng nhìn xem diệp lăng phong nói ra cái này ngươi cứ yên tâm đi sẽ không vậy là tốt rồi diệp lăng phong lạnh nhạt nói ra nếu là thiếu một tờ linh phù chấn ma đại trận coi như tu bổ không hoàn toàn đến lúc đó chỉ có thể là ai thiếu một chương ai đến lấy mạng của mình nguyên đến bổ sung còn lại thiếu chỉ là nói như vậy người cần ở chỗ này nghỉ ngơi năm vạn năm mới được chờ đến lần tiếp theo trấn ma thí luyện thời điểm các sư huynh đệ mang thêm mấy chương mới được a à. nghe được diệp lăng phong thần thiên cơ hồ muốn cười lên tiếng tới thì ra là thế lúc này mới vừa mới bắt đầu liền yên tĩnh vực sâu cửa cũng còn không tiến vào đây diệp lăng phong cũng đã bắt đầu làm khó dễ thần thiên hướng phía phía trước yên tĩnh vực sâu nhìn lại kia là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám mà ở trong đó ma khí ba động cũng người điểm cường đại cái này ma khí không chỉ có thể đối tu giả tạo thành tổn thương cực lớn còn nếu là trường kỳ thụ loại ma khí này xâm nhập người sẽ từ từ bị hủ hóa biến thành cái xác không hồn triệt để mất đi bản thân ý thức năm vạn năm tại đủ để cho thần thiên cùng mộng đồng vây chết ở chỗ này trở thành một cái nửa đời gần chết phong linh chỉ còn lại nguyên thủy giết chóc dục vọng vĩnh viễn cô độc ngây ngô bồi hồi tại cái này yên tĩnh trong vực sâu phía trước yên tĩnh trong vực sâu số lớn nửa đời gần chết phong linh thân ảnh đã thời gian dần trôi qua xuất hiện tại hắc vụ trong bao có thể nghĩ nếu như thần thiên cùng linh giao ở chỗ này nghỉ ngơi năm vạn năm đợi đến năm vạn năm sau ngọc hành tông các bạn đồng môn tới đây cứu viện bọn hắn thần thiên cùng linh giao tất nhiên cũng đã bị hủ hóa thành những cái kia nửa đời gần chết phong linh bên trong một thành viên cho dù linh giao là thiên linh tại năm vạn năm xâm nhập dưới cũng tuyệt đối trốn không thoát cái này vận mệnh một chiêu này được không tàn nhẫn còn lại đệ tử cũng đều nhao nhao hướng phía thần thiên quang tới chế nhạo ý cười. Có thể nghĩ, những đệ tử kia, ngoại trừ mộng đồng bên ngoài, cũng cơ hồ toàn bộ đều là Diệp Lăng Phong phụ thuộc đi. Lúc trước tại bỏ phiếu tuyển chọn thời điểm, vẹn vẹn có thể bằng vào không đau không ngứa, thậm chí là mang theo vài phần lời nói đầu quái khí một phen, ảnh hưởng toàn bộ tông môn nhiều đệ tử như vậy bỏ phiếu kết quả. Có thể nghĩ, Diệp Lăng Phong tại bên trong tông môn uy vọng đến cỡ nào cường đại. Liền trong tông môn lục sư huynh Triệu Thanh Phong, đều có thể trở thành hắn ưng khuyển, Linh giao sư muội, ngươi sẽ không phải thật làm mất rồi một tấm A. Loại này địa phương, nếu là nghỉ ngơi cái năm vạn năm, sợ rằng cũng phải biến thành cùng những cái kia đồng dạng vong linh đi. Thật là đáng tiếc, linh giao sư muội như thế thanh lệ động lòng người, nếu là biến thành cái này vong linh, chẳng phải là phung phí của trời A. Linh giao nghe không gì sánh được ủy khuất, một đôi trong mắt to đã thấm đầy nước mắt. Nhìn xem linh giao bộ dáng như thế, thần thiên ánh mắt đã càng thêm biến lạnh xuống. To lớn thiên sứ cánh chim, đã bắt đầu chậm rãi dơ lên nếu không như vậy đi ta cho ngươi một tấm ta thay ngươi nghỉ ngơi cái này năm vạn năm như thế nào mà liền tại lúc này đứng tại diệp lăng phong bên cạnh một cái mập lùn nam đệ tử cười hì hì hỏi nghe được nơi đây linh giao lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía kia mập lùn sư huynh hỏi thật có thể chứ ngươi không sợ bị nơi này hắc vụ xâm nhập sao mà kia mập lùn nam đệ tử lại lập tức nhếch miệng cười một tiếng nói ra không ngại sự tình không ngại sự tình chỉ cần ngươi bây giờ mở ngực lấy ba giọt ngươi linh hồ trong lòng chi huyết cho ta ta liền đưa ngươi một tấm chấn linh phù, năm năm này năm cô tịch, ta đến thay ngươi tiếp nhận, như thế nào? a à, mà nghe được cái này mập lùn nam đệ tử, thần thiên song quyền, đã đột nhiên bóp lấy. Mộng đồng lông mày cũng vặn bắt đầu, lúc đầu ngày hôm qua nàng liền rất hiếu kỳ, Diệp Lăng Phong tại sao lại cực lực giới thiệu linh giao cùng thần thiên đến chấn ma thí luyện. Hiện tại nàng mới trị minh bạch, nguyên lai là an lòng này, giờ phút này, thần thiên trong hai mắt, đã là tràn đầy lấy ngọn lửa tức giận. Tay phải lòng bàn tay ở giữa, đã chậm rãi ngưng tụ ra lôi đình chiến kiếm quang hoa. Mà liền tại lúc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng cầm Thần Thiên cánh tay. Thần Thiên đột nhiên quay đầu đi, lại phát hiện đứng phía sau người lại là Tần Thối. Tần Thối hướng về phía Thần Thiên đưa tới một cái yên tâm thần sắc, chợt quay đầu đi, nhìn về phía Diệp Lăng Phong bọn người. Một đám đại nam nhân buộc một cái tiểu cô nương moi tim lấy máu, cái này chẳng lẽ chính là Ngọc Hành Tông diễn xuất a. Tần Thối nói hời hợt, thế nhưng là lại gắt gao phong bế Diệp Lăng Phong các loại tất cả mọi người miệng. Bọn hắn không biết rõ nên như thế nào phản bác, mà Diệp Lăng Phong thì mỉm cười, tuy là cười, có thể sắc mặt nhưng lại là không gì sánh được lãnh đạp, nhìn chằm chằm tần thối thấp giọng nói ra, ta trong tông môn việc nhà, cũng không nhọc đến ngoại nhân phí tâm. Ta cũng không có ý định lẫn vào các người việc này. Tần thối lạnh nhạt cười một tiếng, từ trong ngực móc ra ba tấm chấn linh phù, đưa cho linh dao, cười nói ra, tiểu nha đầu, lấy được ngươi đổ vật, đừng có lại rơi mất thế mà đưa tới ba tấm chấn linh phù, thần thiên hướng phía tần thối ném cảm tạ ánh mắt, mà tần thối thì đối thần thiên truyền âm nói, người này ta giúp người giáo huấn, chấn ma vực sâu ta tới qua rất nhiều lần, cam đoan để hắn chết rất có cảm giác tiết tấu. chương 3326, Phong hồn đại quân Chấn ma vực sâu, ta đã tới qua rất nhiều lần, người này ta giúp người giáo huấn. Tần thối truyền âm quanh quẩn tại thần thiên trong đầu, thần thiên mỉm cười, hắn không tìm ta phiền phức bên cạnh được rồi, nếu là như vậy, ta không ngại cũng làm cho hắn chết tại cái này chấn ma chi địa. Tần thối nghe được thần thiên thanh âm, hơi sướng sờ, sau đó cười cười. Diệp Lăng Phong cũng nhìn xem tần thối, hai người trong mắt cũng có định ý. Sau đó song phương nhân mã riêng phần mình ly khai, chư vị, nhóm chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, còn xin không muốn lãng phí, mọi người đi theo ta, chúng ta cùng nhau dán lên chấn ma phủ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vực sâu chi địa, nguy cơ trùng trùng, mọi người vẫn là tận lực không muốn đi tán, nếu không liền xem như ta cũng không dám hoàn toàn cam đoan mọi người an toàn. Diệp Lăng Phong nói lời này cố ý nhìn về phía thần thiên vị trí. Thần thiên cười lạnh, người này để cho mình tiến vào chấn ma thí luyện mục đích quá mức rõ ràng, muốn giết tự mình, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Chư vị, đi thôi, Diệp Lăng Phong mở miệng nói ra, đám người cũng theo tiến vào yên tĩnh trong vực sâu, linh giao, bỏ mặc chuyện gì phát sinh, đều muốn đi theo bên cạnh ta hiểu chưa? Những người này, liền xem như chính Ngọc Hành Tông người, bọn hắn cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vô luận như thế nào, thần thiên cũng muốn cam đoan linh giao an toàn. Mộng đồng cũng không khỏi tự chủ tới gần thần thiên, một đám tám người tiến vào trong vực sâu, hắc ám, cũng theo đó dáng lâm. Thần thiên thậm chí có thể cảm nhận được trong bóng tối kia lạnh lẽo khí tức, còn có vong hồn ăn mòn năng lượng. Ma khí có thể khiến người ta mê thất tâm trí, một khi tại yên tĩnh trong thâm uyên mê thất, liền sẽ trở thành cùng bọn hắn đồng dạng vong hồn. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào vong hồn chi địa. Xem chừng, mộng đồng nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, hắc ám bên trong, nửa đời gần chết phong hồn hiện lên ở hắc ám bên trong. Mỗi người cũng không nói gì, Diệp Lăng Phong nhìn thoáng qua thần thiên chỗ vị trí, nhếch miệng lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. Thần thiên thân phận, hắn tự nhiên còn không thể trực tiếp giết hắn. Nhưng là một khi tiến vào cái này trong vực sâu, vậy liền không phải do hắn, buồn bã nam tử ánh mắt cũng tại linh dao trên thân du tẩu. Khi tiến vào hắc ám một khắc kia trở đi, Phong linh đại quân, quét sạch cái này hắc ám mà tới. Những này vong hồn, cũng bất quá như thế mà thôi. Bất quá Diệp Lăng Phong bọn người ở tại, Thần Thiên căn bản không cần đến xuất thủ, thế nhưng là theo từ từ xâm nhập, Thần Thiên ý thức được không thích hợp. Lần này trấn ma, tất cả đại tông môn người cũng không ít. Nhưng trên đường đi ngoại trừ gặp được Tần Thối một đoàn người bên ngoài, cũng rất ít khi nhìn đến người. Bọn hắn đều là từ khác nhau phương hướng tiến vào, dù sao mỗi cái tông môn phong ấn chi địa khác biệt. Kỳ thật cái này yên tĩnh chi địa đáng sợ nhất không phải người. Năm vạn năm cô tịch, sẽ dựng dục ra cái gì, không có người biết rõ, mỗi một lần thí luyện, có thể còn số người rời đi, đều không đủ một nửa. Mộng Đồng nói với Thần Thiên, Thần Thiên nhíu mày, có chút không đúng, hắc ám, tại rút đi. Thần Thiên nhìn thoáng qua phía trước nhắc nhở, Thần Thiên quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện Diệp Lăng Phong một đoàn người biến mất. Đáng chết, xem ra, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định mang theo Thần Thiên bọn hắn tiến vào phong ma chi địa. Linh giao, đến bên cạnh ta. Theo thần thiên thoại âm rơi xuống, trước mắt hắc ám bên trong, xuất hiện vô số vong linh, lít nha lít nhít một mảnh đen kịt, tựa như là trời sập đồng dạng. Nhiều như vậy số lượng, cho dù chết thần thiên cũng không khỏi tóc mà. Chương 3327, Đạo Thanh đỉnh phong. Sư huynh, làm như vậy thật không có vấn đề sao? Diệp Lăng Phong một đoàn người lẩn tránh đến mê vụ bên ngoài. Có vấn đề gì? Kia thần thiên dù sao cũng là ta Ngọc Hành tông người, mà lại linh giao cùng mộng đồng cũng không đơn giản như thế hại bọn hắn nếu là bại lộ lời nói đối nhóm chúng ta cũng bất lợi hừ coi như trưởng môn biết rõ lại như thế nào không cần phải để ý đến bọn hắn mà lại kia ra hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết thần thiên có thể giết triệu thanh phong loại thực lực này cũng không phải thiên khiếu nhị trọng thiên người có thể làm được thần thiên trên thân cũng có đại bí mật diệp lăng phong rất rõ ràng chỉ dựa vào loại thủ đoạn này còn chưa đủ cấp cho thần thiên tạo thành nguy cơ chí mạng nhưng buồn nôn một cái đối phương cũng tốt các ngươi đến bên cạnh ta, thần thiên nhìn xem kia lít nha lít nhít phong hồn, không khỏi nhíu mày. Số lượng này nếu là rơi vào vây quanh lời nói liền rất phiền toái. Mà lại, ở trong đó có không ít phong hồn đều là thiên thánh cấp bậc. Thần thiên tuy mạnh, có thể cảnh giới trên vẫn là có chỗ tranh lệch. Người cẩn thận một chút, mộng đồng xem nói với thần thiên, thần thiên gật gật đầu, cái này thời điểm, vong hồn đại quân đột kích, những này vong hồn, có người chết khi còn sống lực lượng, cũng đã thành du đáng linh hồn, lực lượng cường đại đe dọa mà tới thần thiên lấy sinh tử chi lực chống lại hắn một trường đánh ra tinh quang lấp lánh quang mang qua đi phong hồn vậy mà lại lần nữa phục sinh bọn hắn nhất định phải dùng đạo lực khả năng đánh giết mộng đồng nhắc nhở thần thiên lập tức sử dụng suất đạo chi lực phong hồn trong nháy mắt hôi phi yên diệt có thể đối mặt không dứt phong hồn thần thiên trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh người hiện tại bọn hắn cũng không thể lại nơi này lãng phí thời gian số lượng nhiều lắm đoạn thứ ba phong ấn giải trừ thần thiên lại lần nữa sử dụng hư không giới vực chi lực. Một nháy mắt, vong hồn tiêu tán, thần thiên cũng thở dài một hơi, cỗ lực lượng này nếu là không sử dụng, vẫn là tận lực giữ lại bắt đầu. Đối với mình thân thể gánh vác thực tế quá lớn, ghê tởm, những này ra hỏa một điểm linh dịch cũng không có sao. Thần thiên có chút thất vọng nói, những này cũng chỉ là cấp thấp vong linh mà thôi, hóa thành linh dịch phong hồn, rất mạnh, không phải tùy tiện có thể đối phó. Mộng đồng nói, vậy thì đi thôi, hai nữ gật gật đầu, nhóm chúng ta vẫn là tận lực cẩn thận một chút, tạm thời không muốn cùng Diệp Lăng Phong bọn hắn tụ hợp. Mộng đồng đề nghị, chính chúng ta đi phong ấn chỗ tiến hành phong ấn, Diệp Lăng Phong muốn người chết, mọi người đều biết, nhóm chúng ta không cần thiết tại Trấn ma thí luyện trung hòa hắn liều chết. Mộng đồng xem nói với thần thiên, được chưa, lần này Trấn ma thí luyện chủ yếu là vì phong ấn. Bất quá Diệp Lăng Phong nếu là ép người quá đáng, hắn dù là liều cá chết lưới rách cũng muốn nhường hắn nếm đến địa ngục tư vị. Thần thiên bọn hắn chậm chế cái này một một lát, toàn bộ chấn ma thí luyện tông môn đệ tử cơ hồ đã tiến về trung tâm di động. nếu là bỏ qua thời gian, vậy cần phải chịu đựng vài vạn năm cô tịch. cho nên thần thiên bọn hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian mới được thành công đột phá vong hồn đại quân về sau, thần thiên bọn hắn cũng tiến vào yên tĩnh vực sâu chỗ sâu. vừa đi không bao lâu, một cái cô tịch linh hồn xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. đây là cả người âm tuyệt thế thần kiếm nam tử. ta là ai? ta vì sao là ở chỗ này? nhân loại khí tức thoại âm rơi xuống kia vong hồn một kiếm đột kích, cuồng bạo kiếm ý, đúng là trực tiếp chặt đứt thương khung. Thần Thiên ba người thần sắc đại biến, đạo thanh đỉnh phong cảnh, cảnh giới này tuyệt không phải ba người có khả năng chống lại. Khủng bố như vậy cường giả, dù là nhục thân tử vong, nhưng linh hồn chi lực đã kinh khủng. Dạng này tồn tại, trên thân tất nhiên cũng có linh dịch. Chương 3328 kịch chiến, đạo thanh đỉnh phong, thần thiên ba người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ta tới đi, thần thiên đi tới, ta là ai, ta ở đâu? địch nhân hương vị oanh kia vong hồn đúng là trực tiếp hướng thần thiên phát động công kích thần thiên hai tay che ở trước người lực lượng cường đại đúng là trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài hai nữ lo lắng nhìn về phía thần thiên thần thiên trên không trung xoay chuyển cái này mới miễn cưỡng ngừng thân thể trên hai tay vẫn hiện ra màu trắng sương mù tốt cường đại một kích đây là thần thiên cảm thụ đối phương không có cho thần thiên thở dốc cơ hội lại lần nữa mãnh liệt xông lên trước lực lượng cuồng bạo đột kích thần thiên cũng không tiếp tục ẩn giấu tách ra kinh người khí tức lực lượng kinh khủng rằng co tạo thành cường đại khí tràng kinh phong đánh tới vong hồn phát động kinh khủng một quyền lần này thần thiên trong tay hắc ám ngưng tụ trong nháy mắt đối quyền oanh to lớn năng lượng nhấc lên ba động thần thiên không chút do dự phát động công kích song phương quyền quyền đến thịt chu vi bụi đất tung bay không gì sánh được lực lượng hùng hậu đem bọn hắn tự thân tạo thành một cái to lớn vòng hình thần thiên cũng là từng bước ép sát song phương giao thủ, điện quang hỏa thạch, không có bất kỳ vũ kỹ nào trói lọi, chỉ có mãnh liệt sát chiêu. Hai nữ ở một bên xem nhìn thấy mà giật mình, thần thiên vậy mà bằng vào nhục thân chống lại đạo thanh cường giả tối đỉnh. Trên thực tế, chính là bởi vì dạng này, thần thiên khả năng tại trên của hắn. Đối phương là vong hồn, hắn nhục thân sớm đã nhìn xuống. Thần thiên dùng vật lộn phương thức, vừa vặn có thể áp chế đối thủ. Giao chiến tiếp tục, thần thiên động dùng hắc ám năng lượng, phía sau càng là mọc ra thiên sứ cánh chim tốc độ lại lần nữa tăng lên một cái giai đoạn, nhưng đối phương dù sao cũng là đạo thanh cường giả tối đỉnh. Một cỗ năng lượng thẳng bức thần thiên trên thân, thần thiên ý thức được lực lượng của đối phương mạnh, cái này thời điểm, trực tiếp mở ra đoạn thứ ba phong ấn. Oanh, cường đại năng lượng, trực tiếp theo thể nội bạo phát ra. Nhìn thấy thần thiên tức sùi bọt mép bộ dạng, mộng đồng cùng linh giao nhau nhau lộ ra rung động gương mặt. Đây mới là thực lực của hắn sao, mộng đồng thần sắc đại biến, hỗn nguyên chi lực, oanh, một quyền oanh sát mà ra. Kia vong hồn cường giả né tránh không kịp, một kích này thần thiên càng là toàn lực ứng phó. Vong hồn chính diện ăn tất cả công kích, kia không chọn vẹn thân thể, trở nên càng thêm rách nướp. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà qua. Nhưng người lại chọc giận hắn lửa giận, ta chính là Thôn Thiên Chiến Thần, Thôn Thiên chi lực, oanh, một cỗ lực lượng cường đại cuốn tới, Phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt cái này thiên địa. Diệt, đạo tự quyết, thần thiên phóng xuất ra nói chi lực đối kháng, song phương năng lượng phát triển đến cực hạn hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới thiên địa biến sắc thần thiên không dám ở có chỗ giữ lại toàn lực đánh chúng trong nháy mắt một thanh kiếm sắc đánh tới ta có một kiếm chém thiên địa kiếm mở ra thương khung trực tiếp rơi vào vong hồn trên thân một kiếm này cũng đoạn mất vong hồn sau cùng chấp niệm thân thể của hắn hóa thành tinh quang bắt đầu tiêu tán cuối cùng một luồng linh hồn trôi nổi mà ra người trẻ tuổi cảm ơn ngươi đem ta theo cái này vô tận trong vực sâu hắc ám mang ra chấn ma cũng là một trận âm mưu, tuyệt đối không nên bị lừa bịp. Nói xong, cường giả kia biến mất tại thần thiên bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Một giây sau, tất cả tinh quang hóa thành linh dịch. Thần thiên dùng bình ngọc nhanh chóng hấp thu, nhưng giờ phút này, hắn cũng là thở hổn hển. Đạo thanh đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực quả nhiên kinh khủng. Nhưng nguy cơ tạm thời là giải trừ, bất quá, hắn nói tới chấn ma cũng là một trận âm mưu, đến tột cùng là có ý gì? Chương 3329, vòng hồn mục đích hắn lời nói có ý tứ gì thần thiên không khỏi nhìn về phía mộng đồng mộng đồng tựa hồ biết rõ cái gì lại ngậm miệng không nói hỏi không ra mình muốn đáp án thần thiên cũng không tại chuyện này trên xoắn suýt chúng ta đi thôi thần thiên mở miệng nói ra sau đó ba người hướng đi chỗ sâu bất quá vừa đi không bao lâu thần thiên phía sau bọn hắn xuất hiện một cái bóng mờ nhưng bọn hắn cũng không chú ý tới theo không ngừng xâm nhập tham dự trấn ma thời gian cũng đang không ngừng mất đi thần thiên hướng phía Ngọc Hành Tông phong tỏa khóa tại chi địa mà đi. Nhưng ngay tại ngày thứ bảy thời điểm, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một mảnh thi hài chi địa. Mà lại, những người này chết đi không bao lâu. Là Thiên Bình Tông người, chết rất thảm, Thiên Bình Tông đệ tử, có một nửa đều toàn bộ tử vong. Mà lại tử trạng cực kỳ thảm trọng, một màn này, nhìn thấy thần thiên ba người nhìn thấy mà giật mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cẩn thận một chút, thần thiên nhắc nhở, hai nữ gật gật đầu, chấn ma vực sâu, cũng không có hắc ám ban ngày phân khu tại đại lượng xương mù phía dưới muốn phân biệt phương hướng cũng không phải là chuyện dễ thần thiên ba người cũng chỉ có thể tại chỗ sâu rời rạc ngọc bài sẽ chỉ dẫn phương hướng của bọn hắn bọn hắn chỉ có thể đi theo ngọc bài chỉ dẫn không ngừng xâm nhập cảm giác nguy cơ cũng càng phát nồng đậm thần thiên bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy người sống ai cũng không biết rõ chấn ma chi địa xảy ra chuyện gì nhưng chính hôm đó thần thiên bọn hắn gặp phải vô hình công kích trong sương mù, hung mãnh năng lượng đột kích, liên liên thần thiên cũng bị trong nháy mắt đánh bay. Thần thiên vốn cho là sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng bọn hắn mục đích thực sự lại là linh giao. Thần thiên, linh giao bị bọn hắn bắt đi, mộng đồng bị tách ra về sau, cũng lập tức kêu gọi bắt đầu. Thần thiên sắc mặt đại biến, linh giao thể chất đặc thù, liền liền ngọc hành tông bên trong cũng có người dòm dò xét thân thể. Những này vong hồn, bắt linh giao muốn làm cái gì? Thần thiên ra sức phản kháng, nhưng một giây sau, vòng hồn đại quân ngăn tại hắn trước mặt. Mà lại, trong đó còn có đỉnh phong cảnh tồn tại. Cũng cút ngay cho ta, thần thiên tức thì nóng giận phía dưới, hắc ám chi lực trong nháy mắt tỏa ra. Thôn tính tiêu diệt hết thảy năng lượng, lại lần nữa phóng xuất ra. Những này vong hồn liền như là gặp quỷ đồng dạng, liều mạng gào thét, liều mạng dẫy ruộng, thế nhưng là vô dụng, thần thiên thôn vệ chi lực, đã sớm đỉnh phong, dưới cơn thịnh nộ thần thiên, càng là đáng sợ, mà mộng đồng nhìn trước mắt một màn, càng là nói không ra lời. Thần Thiên, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng? Cỗ này năng lượng, thậm chí ngay cả vong hồn đều có thể thôn phệ. Có thể vong hồn số lượng nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, chính Thần Thiên cũng sẽ lực lượng quá thừa. Thần chi hình thái, Thần Thiên đột nhiên chuyển hóa hình thái năng lượng, cả người cùng tự nhiên hòa làm một thể. Đạo chi lực, chôn vùi, oanh, tại cỗ lực lượng này phía dưới, vong hồn trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có những cái kia đỉnh phong cảnh tồn tại, miễn cưỡng có thể ngăn cản nhưng một giây sau, thần thiên triển khai hai cánh, trực tiếp xé rách hư không, giải quyết hết những này vong hồn về sau, thần thiên lập tức bay lên mái vòm. Người đi trước chấn hồn chi địa, thần thiên nói xong, bay thẳng đi, mộng đồng muốn đuổi theo, có thể đã không thấy thần thiên thân ảnh. Nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, một mình trên một người đường. Chấn ma chi địa quá đặc thù, thần thiên bay tới bầu trời, cũng cảm giác lực lượng của mình bị áp chế, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể không ngừng đè thấp đến phi hành, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh đồng dạng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn thần niệm bắt được linh giao khí tức. Thần thiên biến sắc, điên cuồng liền xông ra ngoài. Chương 3330, thứ sáu thiên ma. Thần chi hình thái ở dưới thần thiên, mặc dù cũng nhận chấn hồn chi địa ma lực áp chế, nhưng vẫn là điên cuồng bay ra ngoài, linh giao bị bắt đi, cái này khiến thần thiên trong lòng có lo lắng, hắn không minh bạch những này vong hồn có cái mục đích gì. Nhưng hắn tuyệt không thể nhường linh giao xảy ra chuyện, một bên khác Mộng Đồng thì đi đến chấn ma chi địa. Nhưng tương tự cũng lâm vào trong nguy cơ, bất quá Mộng Đồng lực lượng, có thể một mình một người giải quyết. Mà lại nàng quỷ dị phát hiện, vong hồn đại quân số lượng đang không ngừng giảm bớt, phảng phất hướng phía một cái nào đó địa phương bắt đầu khác biệt hội tụ. Cái này một cổ quái hiện tượng, cũng tại toàn bộ chấn ma chi địa không ngừng xuất hiện. Bởi vì không có vong hồn đại quân cản trở, tất cả đại tông môn lạ thường thuận lợi, bắt đầu không ngừng tiến vào chấn ma vực sâu chi địa, tiến hành phong ấn vực sâu nơi nào đó tiết xuất hiện sao một cái không cần mờ mịt linh hồn nói mười vạn năm trọn vẹn mười vạn năm rốt cục vẫn là xuất hiện sao không tiếc bất cứ giá nào đưa đến vực sâu tế đàn đến thanh âm kia phảng phất hướng về phía tất cả vong hồn phát động mệnh lệnh một bên khác truy kích vong hồn đại quân thần thiên lấy cuồng bạo tốc độ xông tới nhưng lại xuất hiện đạo thanh đỉnh phong cường giả ngăn cản mừng rỡ linh giao an nguy thần thiên không tại có giữ lại chút nào bạch đế chi uy lại xuất hiện Giờ phút này, thời gian, lĩnh vực, không gian tất cả năng lượng cũng nằm trong tay hắn, phía sau càng là mở ra hai cánh, lực lượng cường đại, lan tràn toàn bộ bầu trời. Chấn ma chi địa tất cả mọi người cảm nhận được trong vực sâu biến hóa. Cỗ lực lượng này làm cho người giận sôi có thể thần thiên nhưng vẫn là đánh giá thấp những này vong hồn đại quân lực lượng, dù là hóa thành linh dịch bọn hắn cũng không tiếc ngăn cản thần thiên. Một cái có một cái điên cuồng đột kích, từ đầu đến cuối không chịu để cho thần thiên tiến lên một bước. Cái này khiến thần thiên càng thêm vững tin, đây không phải trùng hợp, mà là sớm có dự mưu. Linh giao thể chất đặc thù, đối với mấy cái này vong hồn tới nói, tất nhiên có to lớn tác dụng. Thời gian chính là sinh mệnh, bất luận cái gì tình huống cũng có thể phát sinh, trôn vùi, thần thiên không ngừng phóng xuất ra lực lượng của mình, nhưng mà, vong hồn đại quân lại không ngừng chính hướng phía chỗ vị trí hội tụ. Tại dạng này xuống dưới, hắn sẽ bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian. Shaker, ngay tại thần thiên phiền phức vô cùng thời điểm, đầy trời quang vũ rơi xuống, thần thiên nhìn lại, vậy mà mộng đồng, ngươi tại sao trở lại, tất cả vong hồn cũng hướng phía phương hướng của ngươi hội tụ, ta có chút không yên lòng. Ngươi mau đi đi, nơi này giao cho ta, mộng đồng nói với thần thiên, thần thiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, căn bản không nghĩ tới, cái này nữ nhân vậy mà lại lựa chọn trợ giúp chính mình. Ngươi cẩn thận một chút, thần thiên đầu một cái quan tâm ánh mắt, sau đó hai cánh hóa thành lưu quang, liền xông ra ngoài. Cái khác muốn ngăn cản thần thiên vong hồn, toàn bộ kia nữ nhân ngăn cản. Thần niệm càng ngày càng yếu ớt, tốc độ còn tại không ngừng gia tăng, những này ra hỏa, đến tột cùng đối lập linh giao làm cái gì. Thần thiên giống như một đạo cực quang bay ra, nhưng vẫn có vô số vong hồn đại quân ở phía sau hắn ngăn cản. Mà trước người hắn, cũng xuất hiện một cái to lớn hẻm núi. Hẻm núi chỗ, càng là có không gì sánh nổi cường hãn khi tức chờ đợi hắn. Vực sâu chi địa, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản cái kia nhân loại, cái kia nhân loại trên thân, có nhóm chúng ta quen thuộc khí tức, tuyệt không thể nhường hắn phá hư kế hoạch của chúng ta, để xuống đi, ta đã phái ra thứ sáu thiên ma. Không có người, là bọn hắn đối thủ. Chương 3331, toàn lực kịch chiến. Thần Thiên trước mặt xuất hiện một cái đại ma hình thái vong hồn. Sau lưng của hắn hai cánh, đỉnh đầu sừng thú, toàn thân khí tức cường đại đến mức có chút đáng sợ. Người này chính là vong hồn trong đại quân tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Đệ Lục Thiên Ma Vương, Ba Tuần. Thần Thiên cảm nhận được người này tính áp đảo lực lượng, nhưng không có người ai có thể đem hắn ngăn cản, oanh song phương giao thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa, cái này thứ sáu thiên ma cũng là thật cường đại, cũng không phải là tùy tiện có thể chiến thắng đối thủ. Thần thiên đem lực lượng phát huy đến cực hạn, song phương nắm đấm đối oanh, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nở rộ ra, phịch một tiếng, năng lượng gợn sóng chấn động, chung quanh vong hồn đều không cách nào tới gần hai người mảy may. Trường lực sơ tiếp, thần thiên đột nhiên cảm giác ma giả căn cơ chi thâm trầm, đạo pháp công nhắc lại ở giữa, sát chiêu phiêu nhiên ứng vận. Ba tuần không cam lòng yếu thế, mà công nào bụng sách phong hồn chi khí rót thành quỷ dị hắc chiều phản kích mắt thấy hung chiêu uy năng lâm trần tuyệt chiêu lại vận thoáng chốc gió nổi lên nói chi lực như là pháo hoa đồng dạng sáng chói mà ra đối thủ phát trưởng thành thuấn sụp đổ nhưng chi thế trong nháy mắt hóa giải thần thiên lực lượng thần thiên biến sắc một hiểu kiếm phong lập tức kình phong tuôn ra hai người không nói một lời nhãn thần giao nhau đều biết suy chiến nhưng chỉ nghe thần thiên chợt nghe một tiếng thẩm uống như quỷ mị kiếm ảnh đột gió mà ra kiếm, lạnh như hàn băng, thức, cuồng dương như lửa, song cực cùng sáng, nói chi kiếm sơ hiện. Đột nhiên một chiêu, thứ sáu thiên ma trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thiên ma không cam lòng yếu thế, mắt thấy đối thủ mũi kiếm lẫm rơi, đều là tuyệt thức kiếm kỹ, một tiếng quát mắng, ma nguyên ba động, uy năng rung động càn khôn, lại dương ma uy vô cực. Lâm Trần kiếm ảnh thuấn di, một thân kiếm giả phú bẩm, siêu nhiên xuất hiện nhiều lần. Kiếm phong nhảy múa ở giữa, kiếm ý càng là dệt gió thành cánh, đệ lục thiên ma vương, quấn mở ma công, hai người đối oanh phía dưới, sóng tập toàn thân. Nhưng ma vương chưa từng ngờ tới, thần thiên kiếm mang lại là như sóng chiều, thấu bức mà tới. Cùng một thời gian, ma vương một tiếng quát mắng phía dưới, trong tay đúng là thêm ra một cái đầu người xoay tròn quỷ dị quyền trượng, trong chốc lát ngăn trở thần thiên kiếm quang. Thần thiên không có thu tay lại, kiếm hợp quyền thế, tràn ra ngân hà vạn trượng chi quang. Ma động thiên địa, ma vương gầm lên giận dữ, hắc động lưu diệu, dị không chuyển tuyến, giống như di động màu đen mặt trời, mang hỗn độn chi lực, một đường xuyên phá địa tâm, hướng thần thiên mà tiến, cỗ lực lượng này, phảng phất muốn đem thần thiên thôn tính tiêu diệt. Lúc này, đột nhiên tới một đạo mũi kiếm tiếng vang, thần thiên một cước đâm rách hắc ám, hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới, địa tâm bạo tạc, càng là hình thành mãnh liệt phong long, cuồng phong tạo động phương viên, thiên địa bắt đầu long động không ngừng. Song phương rằng co không xong, lẫn nhau nhiều một tia kiêng kỵ, nhưng thần thiên nhưng không có quá nhiều thời gian cùng sáu thiên ma vương tiêu hao. Tại dạng này kéo dài thêm, linh giao tất có nguy hiểm tính mạng thần thiên tiếng lòng run lên một cỗ minh mông nói khí ba động mà tới hắn đã thật lâu không có toàn lực ứng phó kiếm ngưng tụ quang mang mang theo mặc dù không đế linh lại mở bạch đế bạch đế chi quang bao phủ vong hồn thế gian kinh khủng năng lượng cơ hồ trong nháy mắt che đậy thiên địa quang mang sáu thiên ma vương tựa hồ cũng cảm thấy không ổn trong chốc lát biến hóa hình thái một cái chân chính ma vương xuất hiện ở thần thiên trước mắt song phương khí tức dung chuyển thiên địa phương viên trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cỗ lực lượng này đã không thuộc về đạo thanh, chẳng lẽ lại đã bước vào phương diện cao hơn? Ma Vương ba tuần trong mắt, đúng là nhiều hơn một tia lo lắng. Dừng ở đây rồi, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tiêu hao xuống dưới. Thần Thiên giờ phút này đã tiến vào mới hình thái, toàn thân tản ra thần bí mà hào quang sáng chói, lớp phong ấn thứ ba, phóng thích. Trong cả sân, chỉ còn lại rằng con người cuồng bạo khí chương 3332, quỷ dị tế đàn. Chấn ma chi địa, thần thiên lúc này đã tới gần chỗ kia tế đàn, nhưng vẫn như cũng là không đủ gần. Bởi vì, trước người hắn còn đứng lấy một người. Thứ sáu thiên ma, thần thiên triển khai hư không động cơ lớp phong ấn thứ ba, giới vực chi lực đã trải rộng ra. Cái này, đây là, giới vực, ngươi, làm sao lại như vậy, cái này sao có thể. Thứ sáu thiên ma một mặt hãi nhiên, trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng chỉ có thiên khiếu cảnh nhị trọng khí cơ ba động thế nhưng lại có thể thi triển giới vực chi lực phải biết giới vực chi lực chính là ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong mới có thể khó khăn lắm nắm giữ lực lượng không đến lăng tiêu là tuyệt đối không cách nào vận dụng thành thạo nhưng trước mắt này người vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem giới vực chi lực triển chi khai mà lại tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực thần thiên sau lưng kia thánh khiết hai cánh đã triển khai nhất là giờ phút này còn kéo dài bạch đế chi tư như thế liền càng lộ vẻ uy nghiêm túc mục nhưng Thần Thiên trong mắt, nhưng không nhìn thấy chút nào trách trời thương dân. Tương phản, tràn đầy lạnh lẽo thấu xương sát cơ, hôm nay, ai ngăn ta, ai chết. Thần Thiên trong tay đột một xuất hiện hai thanh kiếm, một đen một trắng, nhất sinh nhất tử. Thần Thiên hai tay giao thoa ở giữa, song kiếm liền cũng giao thoa. Thần Thiên có chút phun ra một hơi, chỉ nói hai chữ. Chu Ma, thứ sáu thiên ma thần sắc đại chấn, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sau lưng hai cánh điệp ra bảo vệ thân thể, một cỗ hắc vụ lập tức tràn ngập quanh thân thần thiên song kiếm đủ chạm một đen một trắng hai đạo kiếm quang giống như vạch phá đêm tối lưu tinh hướng phía thứ sáu thiên ma kích bắn đi hai đạo kiếm quang hiện lên sau đó chính là một tiếng nổ rung trời giống như đất bằng nổ lên sấm sét trên mặt đất khói bụi cuồn cuộn không thấy thứ sáu thiên ma thân ảnh chỉ có thần thiên ở trên cao nhìn xuống hờ hững nhìn chăm chú lên mặt đất nếu là đổi lại bình thường thần thiên tại linh vũ đại lục bên trong lĩnh ngộ sinh tử chi lực là rất khó đối hạ thiên vực bên trong người tạo thành tổn thương bởi vì vị diện khác biệt, linh vũ đại lục pháp tắc cũng không thích hợp với nơi này thiên vực. Nhưng là giờ này khắc này, tại thần thiên vận chuyển hư không động cơ, trải rộng ra giới vực chi lực về sau, thì tương đương với tự thành tiểu thiên địa. Chỉ cần là tại giới vực bên trong, liền tương đương với ở vào thần thiên trong thiên địa. Kể từ đó, thần thiên lĩnh ngộ pháp tắc, liền có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Khói bụi tán đi, thứ sáu thiên ma thân thể, vẫn như cũng là đứng ở tại chỗ. Chỉ bất quá lúc này thứ sáu thiên ma, cũng đã là đầu một nơi thân một nẻo. Trên mặt đất, thứ sáu thiên ma đầu lâu dữ tợn, mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn đầy đối sợ hãi tử vong cùng không cam lòng. Thần thiên chậm rãi rơi xuống đất, chân đạp thứ sáu thiên ma đầu lâu. Thiên ma, chỉ thường thôi, thần thiên có chút dùng sức, thứ sáu thiên ma đầu lâu liền bị thần thiên sinh sinh dẫm nát. Sau đó, một cỗ cực kỳ tinh thuần linh dịch, giống như một đoàn có linh thức chất lỏng, lơ lửng trước mặt thần thiên. Thượng phẩm linh dịch, thần thiên có chút đưa tay, thôn vệ chi lực từ hắn lòng bàn tay hiển hiện, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động, trong nháy mắt đem cái này đoàn cực kỳ tinh thuần linh dịch hút vào thể nội. Theo cái này đoàn linh dịch nhập thể, thần thiên thiên khiếu cảnh tầng hai quan ải cũng triệt để bị đả thông, đột phá tới thiên khiếu cảnh tam trọng, thậm chí ẩn ẩn đạt đến đỉnh phong. Thần thiên một tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, phá cảnh một chuyện, bình thường đều cần ngưng thần tĩnh khí để mà củng cố cảnh giới. Nhưng là lúc này lại không phải do thần thiên củng cố cảnh giới, linh giao nguy cơ sớm tối, tại thần thiên thần thức cảm giác dưới, linh giao khí tức đã càng ngày càng yếu thần thiên dương cánh mà lên thuận thần thức tỏa định chỗ kia bí hiểm tế đàn lướt ngang mà đi làm nhật thiên làm linh tâm nói qua thiên sứ hai cánh tốc độ tại đã biết vũ trụ nhưng sắp xếp trước ba nhất là tại thần thiên toàn lực đi đường trạng thái loại tốc độ này cũng đã đạt đến đỉnh phong cơ hồ là trong trước mắt thần thiên liền đã đi tới chỗ này tế đàn cùng trong tưởng tượng khác biệt thần thiên còn tưởng rằng nơi này sẽ có số lượng rất nhiều vong hồn đại quân cũng chưa từng nghĩ nơi này vậy mà không có bất kỳ ai. Chỗ kia tế đàn, bộ dáng cực kỳ cổ quái, một cái hình tròn tế đàn, biên giới có 9 cái nổi lên uốn lượn cột đá, hiện lên hình khuyên đem tế đàn nửa bao vây lại. Mà tại tế đàn chính giữa, có một cái màu đen thạch quan, linh giao giờ phút này liền nằm tại kia quan tài bên trong. Thần thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xem ra những ngày này ma chảo đi linh giao, đích thật là có một ít không thể cho ai biết mục đích cái này tế đàn quanh mình có chín đạo cấm chế trông chất cho dù là thần thiên muốn phá vỡ cũng cần hao phí cực lớn công phu đáng chết thần thiên nhịn không được thầm mắng một câu cấm chế này không có biện pháp lấy lực phá đi nếu không tế đàn nhất định tổn hại đến lúc đó trong thạch quan linh giao sẽ làm sẽ phải gánh chịu trọng thương thậm chí mệnh tang nơi này cũng có thể hắn chỉ có thể từng chút từng chút đi bài trừ trận pháp này thần thiên đi đến trước nhưng vào lúc này sau lưng thần thiên đột ngột vang lên một đạo âm lãnh nhưng lại mang theo ngoạn vị tiếng nói người rốt cục vẫn là tới thần thiên bước chân không ngừng phảng phất không có nghe thấy sau lưng người kia ngôn ngữ vô dụng người không phá nổi cấm chế này cho dù có thể phá vỡ cũng không kịp thần thiên vẫn như cũ là không có đáp lại hắn rốt cục đi tới cái này tế đàn trước hắn nhô ra một cái tay chạm đến một cái kia vô hình cấm chế trong nháy mắt làm thần thiên tay đụng chạm đến cấm chế này trận pháp về sau đã có lôi quang mãnh liệt giống như từng đầu điện quang tiểu xà trong nháy mắt leo lên đến thần thiên cánh tay lên lại có liệt hỏa đột một mà sinh, đốt cháy thần thiên chạm đến pháp trận cái kia thủ trưởng. Thần thiên lại mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không chịu được cảm giác đau. Nửa ngày, hắn nhíu nhíu mày, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì trận pháp này, hoàn toàn chính xác không cách nào lấy lực phá đi. Bởi vì trong tế đàn kia thạch quan, chính là trận nhãn. Cưỡng ép phá trận, trận nhãn tất hủy, trận nhãn một hủy, trong thạch quan linh giao, cũng chỉ sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Thần thiên rốt cục xoay người sau lưng hắn, đứng đấy hai người, hay là nói, hai cái thiên ma. Thứ tư thiên ma, thứ năm thiên ma, mới trước tiên mở miệng ngôn ngữ, chính là thứ tư thiên ma. Mới bị thần thiên chỗ chảm kia thứ sáu thiên ma, dáng vóc khôi ngô, sau lưng mọc lên cánh xương, đầu có hai sừng, xem xét liền biết là một tôn ma vật. Thế nhưng là trước mắt hai người này, lại không phải loại hình thái đó. Thứ năm thiên ma một bộ đồ đen, bộ dáng cùng người thường không khác, chỉ bất qua sắc mặt trắng bệch, môi đỏ thắng máu, một đôi mắt như nước đọng, liền chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên thần thiên thứ tư thiên ma thì là một bộ áo trắng tướng mạo tuấn mỹ chỗ nghi tâm có một điểm hồng sắc ấn ký giờ phút này chính tiếu dung ngoạn vị nhìn xem thần thiên thật là khiến người đã lâu mà chán ghét khí tức a à. thứ tư thiên ma nhìn xem thần thiên bỗng nhiên cảm khái nói thần thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này hai tôn thiên ma nói đi các người đến cùng có cái mục đích gì nói ra ta lưu các người một bộ toàn thây thứ năm thiên ma hai mắt nhắm lại bước ra một bước lại bị thứ tư thiên ma đưa tay ngăn lại khẩu khí không nhỏ chính là không biết rõ bản lãnh của ngươi như thế nào nhóm chúng ta đã tại bực này vạn năm lâu ngươi cảm thấy ngươi có thể phá cục thần thiên đúng là lắc đầu đánh cờ đánh cờ một chuyện ta thật đã hạ ngán các ngươi đến cùng có cái mục đích gì kỳ thật ta cũng không quan tâm chút nào hiện tại thả linh giao câu nói này ta thật không muốn nói thêm lần thứ ba thần thiên bên cạnh thân trong lúc đó xuất hiện kia hai thanh sinh tử chi kiếm giờ phút này còn quấn thần thiên không ngừng lượn vòng. Thần thiên nói, hiện tại có thể cho ta đáp án của ngươi, nếu như đáp án để cho ta rất không hài lòng. Hắn dừng một chút, lại nói, như vậy, các ngươi sẽ chết, thứ tư thiên ma đúng là không chút nào buồn bực, chỉ là gật đầu cười. Tốt, thả người đương nhiên có thể, chỉ bất quá, cố kia thạch quan, đổi lấy ngươi đến nằm, như thế nào, chương 3333, thần thiên lấy một địch hai. Thần thiên không có trả lời thứ tư thiên ma, đã không có đàm, vậy liền không muốn nói chuyện. Sinh tử song kiếm trong nháy mắt bắn ra, không cần thần thiên cầm kiếm, chỉ lấy thần thức ngự kiếm mà đi, hai thanh kiếm liền phảng phất xé rách không gian, trong chớp mắt cũng đã đi vào hai tôn thiên ma trước người. Giới vực chi lực, mở, theo thần thiên quát khẽ một tiếng, hư không động cơ lớp phong ấn thứ ba đã bị hoàn toàn mở ra, giới vực chi lực tràn ngập toàn bộ tế đàn. Thần thiên phía sau, lại lần nữa sinh ra thánh khiết hai cánh. Quả nhiên là thiên sứ, thứ tư thiên ma trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng chán ghét. Giờ phút này, Sinh Tử Song Kiếm đã cướp đến hai người trước người, tại Thần Thiên giới vực bên trong, Sinh Tử chi lực vẫn như cũ là cực mạnh lực lượng pháp tắc. Lấy thần thức khống chế Sinh Tử Song Kiếm, Thần Thiên có chút nhắm mắt, tay phải giơ lên cao cao làm cầm kiếm thức. Một nháy mắt, một thanh Lôi Đình chiến kiếm liền xuất hiện ở Thần Thiên trong tay. Kiếm này vừa ra, kia hai Tôn Thiên Ma đều là sắc mặt hơi đổi. Thần Thiên cầm kiếm mà đứng, hai cánh vỗ vỗ, giống nhau thần chi. Thần Thiên bỗng nhiên có một cái rất đột ngột ý nghĩ tay phải hắn cầm kiếm, tay trái cũng ra hai chỉ, chậm rãi bôi qua thân kiếm. Lôi đình chiến kiếm phía trên, lập tức sấm sét vang dội, lôi quang mãnh liệt. Thần thiên đem ánh mắt ném đến thứ năm thiên ma trên thân, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay, liền bắt người tế kiếm, một kiếm, kinh hồng, thần thiên nhãn thần run lên, tay phải hoành xóa, một kiếm đưa ra. Kinh hồng kiếm pháp, thần thiên cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng đây là lần thứ nhất tại trải rộng ra giới vực chi lực về sau, lấy bạch đế chi thân, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, dùng ra kiếm này chiêu. Uy lực của nó, liền liền thần thiên cũng không biết rõ, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Một kiếm này, để hai tôn thiên ma đều là thần sắc kịch biến, chỉ vì bọn hắn trong một kiếm này, ngửi được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhất là thứ năm thiên ma, bởi vì thần thiên một kiếm này mục tiêu, chính là hắn. Thứ năm thiên ma vốn là muốn lùi lại, kia là chuôi này chết kiếm, từ đầu đến cuối đang không ngừng dây dưa tự mình, mà một kiếm kia kinh hồng, cũng tại trong trước mắt liền tới đến thứ năm thiên ma trước người thứ năm thiên ma sắc mặt trong lúc đó trở nên dữ tợn ba thiên ma kiếp thứ năm thiên ma há to miệng rộng trong miệng đúng là phun ra ba thiên ma vật những này ma vật gào thét khóc kêu thảm nỉ non một cỗ nồng đậm hắc phụ nhất thời tràn ngập thứ tư thứ năm thiên ma quanh thân nếu là nhìn kỹ lại liền có thể tại những này trong hắc phụ nhìn thấy cái này đến cái khác mặt quỷ những này mặt quỷ có một mặt âm trầm nhìn xem thần thiên có thì là một mặt cười lạnh có chút tà mị nữ tử mặt quỷ, thì là một mặt ngập. Xuân nhìn xem thần thiên, ba ngàn quỷ vật, đều có tâm tướng. Thần thiên một kiếm kia, giống nhau điện quang, lại như hỏa thạch, trong nháy mắt lướt vào trong hắc vụ, mặc dù phá vỡ một cái lỗ hồng lớn. Nhưng là tiếp xuống lại có chút bước đi liên tục khó khăn. Thứ tư thiên ma cười lạnh một tiếng, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Thật sao, thần thiên khóe miệng bỗng nhiên nhắc lên một tia không hiểu ý cười đạo tự quyết, thần thiên cũng cầm lôi đình chiến kiếm, thả lỏng phía sau, tay trái thì là một tay bấm niệm pháp quyết. Thần thiên dưới chân bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, tại hắn trước người, đúng là hiện ra một cái giống như điểm điểm tinh quang ngưng tụ mà thành một chữ. Nói, thần thiên tay trái bóp thành pháp quyết, có chút trước chỉ, đi. Thứ tư thiên ma con người đại chấn, đạo chi lực. Cái này sao có thể, thiên sứ sao có thể có thể có được đạo chi lực. Chỉ gặp cái kia đạo chữ, giống như một tòa lướt ngang mà đi núi cao, vẻn vẹn một nháy mắt, liền đem kia ba thiên ma kiếp phá vỡ. Kinh hồng nhất kiếm lại không hắc vụ trói buộc, giờ phút này như nhặt được sắc lệch, kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt liền đâm xuyên qua thứ năm thiên ma ngực. Đạo tử quyết giờ phút này cũng chạm mặt tới, liền giống như một tòa đại sơn, ầm vang đâm vào hai tôn thiên ma trên thân. Phàm là ma khí, đều tan hết, cái này nói, đã sớm không phải thần thiên tại linh vũ đại lục lĩnh ngộ cái kia đạo. Cái này nói, chính là đạo tổ đạo, chỉ là thiên ma, sao dám cùng đạo tổ luận đạo thần thiên sắc mặt cũng tái nhợt một chút chỉ bất quá vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác căn cứ thiên diễn lão đầu nói những ngày này ma kỳ thật cũng không phải là hạ thiên vực sinh linh bọn hắn có lẽ là đã từng tồn tại ở cao hơn vị diện thiên vực hay là chỉ là phân ly ở trong hư không sinh vật nhưng là mặc kệ là loại kia những ngày này ma đích thật là cực kỳ khó chơi lại khó giải quyết nhân vật mới hắn dùng lôi đình chiến kiếm dùng ra một kiếm kinh hồng thậm chí đều đã xuyên thấu thứ năm thiên ma ngực nhưng lại vẫn là không thể triệt để chu sát rơi kia thứ năm thiên ma. Điều này không khỏi làm thần thiên đáy lòng trầm xuống, thứ năm thiên ma thân thể tại bị một kiếm đâm xuyên ngực, lại bị đạo tự quyết trọng thương, giờ phút này giống như một bãi bùn nháo, trên mặt đất ngọ người. Nhưng là thần thiên biết rõ, tôn này thiên ma, không có chết. Nếu không lập tức ngăn cản, rất có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Thật là khiến người buồn nôn sinh vật A, à. thần thiên hai mắt nhắm lại, hai tay pháp quyết biến ảo, một cỗ phong ấn chi lực đột nhiên từ thần thiên trên thân truyền ra, nhưng vào lúc này, sau lưng thần thiên bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người, chính là kia thứ tư thiên ma. Nguyên bản yêu dị gương mặt tuấn tú, giờ phút này lại có một nửa đã biến thành um tùm bạch cốt. Hiển nhiên là bị kia đạo tự quyết phía trên nói khí ăn mòn. Đáng tiếc thần thiên đối với đạo tổ đạo, vẫn như cũ là lính ngộ không đủ, nếu không mới kia một cái đạo tự quyết, hoàn toàn có thể đem cái này hai tôn thiên ma, ăn mòn hầu như không còn. Thứ tư thiên ma bộ dáng dữ tợn, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh yêu dị trường kiếm. Chuôi kiếm này, đến cùng có thể hay không được xưng là kiếm, cố gắng còn có đợi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì chuôi kiếm này, hoàn toàn là từ từng khỏa con mắt ngưng tụ mà thành. Những này con mắt, đã hoàn toàn bị luyện hóa thành ma nhãn, mặc dù giờ phút này tập hợp một chỗ, hóa thành hình kiếm, nhưng là mỗi một khỏa con mắt, đều phảng phất là một cái vật sống. Thậm chí còn chợt có chớp mắt, âm tà chi khí nồng đậm đến cực điểm, thứ tư thiên ma đột một xuất hiện ở thần thiên sau lưng, một kiếm đâm ra. Không chút nào cho thần thiên phản ứng cơ hội. Thần Thiên trên hai tay thi triển, chính là sáu đạo phong ấn, giờ phút này thứ năm Thiên Ma hóa thành một bãi không biết tên ma vật, cũng không còn sức đánh trả, giờ phút này bất phong, liền lại không cơ hội. Nhưng thứ tư Thiên Ma hết lần này tới lần khác tại lúc này đánh lén, Thần Thiên lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn cắn răng, Thần Thiên chưa từng là không quả quyết người, nếu không cũng sẽ không một đường đi đến nơi này. Thần thức khẽ động, sinh tử song kiếm đột khởi, tốc độ cực nhanh, muốn ngăn lại thứ tư Thiên Ma kia sau lưng một kiếm. Mà thần thiên hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn trước phong bế thứ năm thiên ma lại nói. Vẹn vẹn ba hơi thời gian, một cỗ cực mạnh phong ấn chi lực, lập tức từ thần thiên thể nội truyền ra, sau đó trong nháy mắt bao phủ kia hóa thành một bãi bùn nhão đồng dạng thứ năm thiên ma. Nhưng thần thiên phía sau, sinh tử song kiếm, cũng chỉ là trợ giúp hắn khó khăn lắm cản trở một cái kia tà dị trường kiếm, lại chưa thể hoàn toàn ngăn cản. Làm thần thiên thi triển xong sáu đạo phong ấn một sát na kia, chuôi kiếm này cũng đã đâm thủng mục hàn thân thể may mắn mục hàn tại một khắc cuối cùng dùng phía sau hai cánh khó khăn lắm đã tới một cái một kiếm này liền chỉ là hoạch tại thần thiên cánh chim phía trên nhưng thứ tư thiên ma cũng đã bắt đầu cười như điên bị tà nhãn ma kiếm thương tổn người đều sẽ biến thành ma vật cho dù là ngươi cũng không thể ngoại lệ ha 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 cảm nhận được sao kia cỗ thấu xương âm hàn thứ tư thiên ma mặt bên trái là như người thường không khác nhau chút nào khuôn mặt vấn tú bên phải thì là um tùm bạch cốt bạch cốt phía trên còn dính liền lấy một tia chưa thể ăn mòn hầu như không còn huyết nhục. Hắn tại cười như điên, thần thiên khẽ nhíu mày, thể nội, tựa hồ thật bắt đầu sao động bất an, chương 3334, yên tĩnh vực sâu khăn che mặt. Trung thiên vực, thiên sứ tinh vân, thiên sứ linh tâm sắc mặt, đột nhiên trở nên sợ hãi bắt đầu. Nàng hai cánh vỗ, sông bận biểu lướt về phía tinh vân vương tỏa. Nữ vương đại nhân, linh tâm gấp giọng nói, khi làm nữ vương có chút mở ra hai con ngươi, chuyện gì? linh tâm quỳ một chân trên đất, tiếng nói mang theo lo lắng nói ra, kiểm tra đến thần thiên hư không động cơ, bị ma khí xâm nhập. giờ phút này ngay tại phát sinh dị biến, khi lam nữ vương nhíu nhíu mày, ma khí, linh tâm nặng nề gật đầu, yên tĩnh vực sâu, chấn ma chi địa, trách không được. khi lam lẩm bẩm lẩm bẩm nói, sau đó nhìn nói với linh tâm, vì sao không đem viễn chỉnh quan bế? linh tâm trên mặt hiện lên một tia khó xử, nữ vương đại nhân, nếu là giờ phút này quan bế hư không động cơ hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản ma khí xâm lấn mà đưa đến dị biến. Nhưng là, nhưng là không có hư không động cơ lực lược, lược, thần thiên hắn. Linh tâm cắn răng, lại nói, nữ vương đại nhân. Có hay không một loại biện pháp, có thể tại không đóng hư không động cơ điều kiện tiên quyết, trợ giúp thần thiên tịnh hóa cỗ này ma khí. Khi làm trực tiếp cấp ra đáp án, không có khả năng, nàng nhìn về phía linh tâm, người biết rõ kia yên tĩnh trong thâm nguyên ma vật chân tướng, kia cỗ ma khí, chỉ có thể phong ấn, không cách nào tịnh hóa. Thực hiện viễn trình quan bế đi Nếu không quan, ngươi là biết hậu quả Tin tưởng, ngươi cũng không hy vọng Trông thấy thần thiên trở thành đoạ thiên sứ A Thường nói, quan hệ sẽ bị loạn Linh tâm giờ phút này chính là như thế Nàng một mặt lo lắng Thế nhưng là, nếu là tắt hư không động cơ Thần thiên hắn hiện tại thì tương đương với Đã mất đi tác chiến thủ đoạn Hắn, hắn sẽ chết Khi Lam lại đối linh tâm ngoảnh mặt làm ngơ Linh tâm cắn chặt môi đỏ Khi Lam cũng đã chậm rãi nhắm hai mắt lại Nhưng vào lúc này Hi Lam bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia động dung. Muộn, Linh Tâm không biết rõ Hi Lam nói chậm là có ý gì. Hi Lam sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nàng thậm chí trực tiếp từ vương tỏa phía trên ngồi dậy. Thần Thiên hư không động cơ đã không cách nào thực hiện viễn trình đóng lại. Cái gì? Linh Tâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tất cả hư không động cơ đều tương đương với một chi tin tức phân lưu. Những ngày hư không động cơ kết nối lấy Thiên sứ tinh vân tin tức kho. Mà cái này tin tức kho, thì từ thiên sứ nữ vương Hy Lam trưởng quản. Đây cũng chính là nói, Hy Lam nghĩ quan bế ai hư không động cơ, cũng chỉ bất quá là một ý niệm thôi. Sở dĩ sẽ có người cam nguyện trở thành đọa thiên sứ, cũng là bởi vì đọa thiên sứ hư không động cơ, sẽ bị ô nhiễm ăn mòn. Kể từ đó, Hy Lam liền lại không cách nào đi khống chế kia đã bị ăn mòn hư không động cơ, đọa thiên sứ mặc dù kết cục đều sẽ đi về phía hủy diệt, nhưng là chỉ ít tại lao tới hủy diệt trong quá trình này, các nàng là tự do, là không bị trói buộc mà thần thiên hư không động cơ giờ phút này đã bị hủ hóa cho nên thiên sứ nữ vương Hy lam mới có thể không cách nào thực hiện viễn trình quan bế linh tâm song quyền nắm chặt nàng bỗng nhiên nói ra mời nữ vương cho phép ta hạ giới đi hướng chấn ma chi địa khi lam trao mày nàng nguyên lai tưởng rằng cho dù tự mình không xuất thủ đạo tổ cũng nhất định sẽ ra tay nhưng là không nghĩ tới khi lam nhẹ gật đầu đi thôi lần này cho phép người hạ giới ba năm linh tâm trên mặt nhiều một tia thần tình phức tạp tạ nữ vương ân điển yên tĩnh vực sâu, bí hiểm tế đàn. Thứ tư thiên ma tại cười như điên, thần thiên cao mày, sau một khắc, hắn thậm chí không cách nào bình thường ngự không phi hành. Thần thiên phía sau hai cánh, thậm chí bắt đầu trở nên hủ hóa, cuối cùng thành một đôi cánh xương. Thần thiên không ngừng tại vận chuyển sinh tử chi lực, nhưng là xâm nhập thể nội kia cỗ ma khí, so với thần thiên tại linh vũ đại lục thấy biết qua, cái gọi là ma, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Càng làm cho thần thiên cảm thấy hoảng sợ là, liền ngay cả thể nội hư không động cơ, vậy mà đều bị cỗ này ma khí cho ăn mòn. Thứ tư thiên ma đúng là không còn đi quản thần thiên, mà là chậm rãi đi hướng chỗ kia tế đàn. Vạn năm, ta chọn vẹn chuẩn bị trên vạn năm, nhóm chúng ta ma vực, cuối cùng rồi sẽ khôi phục, thần thiên nhíu nhíu mày, từ thứ tư thiên ma trong miệng, hắn tựa hồ nghe ra một chút tân bí. Thần thiên bỗng nhiên cao giọng hỏi, các người bắt đi linh giao, đến cùng có cái mục đích gì? Thứ tư thiên ma có chút nghiêng người, chỉ lộ ra kia hé mở đều là xương khô mặt, tiếu dung đáng sợ nói ra, mục đích. Nói cho người cũng không sao, dù sao người cũng lập tức liền muốn biến thành một cái ma vật, mà lại. Người sẽ là nhóm chúng ta ngược sát cái này hạ thiên vực. Một vị lương tướng thần thiên thần sắc khẽ biến, hắn tựa hồ là minh bạch cái gì. Thứ tư thiên ma tiếp tục nói ra, buồn cười các ngươi những này hạ thiên vực bên trong người, thật coi là chỉ là một cái phong ấn, liền có thể phong bế nhóm chúng ta ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Mỗi năm vạn năm một lần, liền phái người đến tăng cường cỗ này phong ấn chi lực, thật sự là buồn cười. Bất quá không quan hệ, các loại đệ nhất thiên ma giáng lâm, toàn bộ hạ thiên vực, đều đem biến thành một mảnh huyết hải. Thần thiên cho mày, hắn đúng là trực tiếp quẹ ra một ngụm tiên huyết, máu này, lại là một mảnh đen nhánh. Thần thiên một mặt chán nản, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thứ tư thiên ma, tiếng nói khàn khàn, thì ra là thế, các ngươi là lấy linh dao là vật chứa, để mà gánh chịu đệ nhất thiên ma giáng lâm vật chứa. Thứ tư thiên ma cười, người khác chưa quay người, nhưng lại đưa tay hướng về sau chỉ chỉ Thần Thiên. "Không tệ, người rất thông minh." Thần Thiên sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, hắn lại hỏi, "Đã như vậy, chỗ kia phong ấn, đến cùng phong ấn ai?" Thứ tư Thiên Ma tiếng nói bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm, người đã dám đến đến cái này yên tĩnh vực sâu, ở trong đó ngày nào, người chẳng lẽ không biết?" Thần Thiên sắc mặt đại biến, giờ phút này chỉ cảm thấy tay chân hiện lạnh, cả người như rơi vào hầm băng, thời kỳ viễn cổ, Hạ Thiên vực từng có một vị đại năng, lấy lực lượng một người luyện hóa thiên hạ tất cả cường giả thân thể cùng linh hồn đúc thành một tòa trấn ma lồng giam cũng chính là bây giờ yên tĩnh vực sâu không sai thứ tư thiên ma đã cất bước đi lên tế đàn trên tế đàn cấm chế đối với hắn mà nói vậy mà so như không có gì thứ tư thiên ma rốt cục xoay người nhìn về phía thần thiên chẳng lẽ ngươi trước đây liền chưa từng hiếu kỳ đến cùng là như thế nào cường giả cần lấy máu tanh như thế thủ đoạn đi rèn đúc một tòa lồng giam mà kia lồng giam bên trong chỗ chân áp đến cùng là ai Thứ tư thiên ma tiếu dung dần dần điên cuồng, mà tại loại này trong điên cuồng, nhưng lại mang theo làm làm trào phúng. Cái gọi là phong ma, chẳng qua là một cái lừa bịp người trong thiên hạ âm mưu. Năm đó kia cái gọi là cường giả, bị các người kính như thần linh cường giả, kỳ thực lại là chúng ta đệ nhị thiên ma. Là hắn luyện hóa hạ thiên vực tất cả cường giả, đem nó vây ở cái này lồng giam bên trong. Những cường giả kia mỗi giờ mỗi khắc không muốn tránh ra, nhưng là đáng tiếc. Thứ tư thiên ma nhìn xem kia cơ hồ đã đứng thẳng bất ổn thần thiên, cấp ra một cái làm cho người rung động đáp án. Đáng tiếc, các ngươi những người này, cách mỗi năm vạn năm liền sẽ tới đây tăng cường kia cỗ phong ấn chi lực. Có phải hay không, rất châm chọc, rất buồn cười, tế đàn chu vi, yên tĩnh im ắng, chỉ có thứ thư thiên ma cười như điên, cùng thần thiên kia dần dần nặng nề thở hơi thở âm thanh. Trường 3335, đệ nhất thiên ma giáng lâm. Thần thiên đại khái đã minh bạch, cái gọi là phong ma, chỉ là một cái âm mưu. Mà lại mới thứ thư thiên ma nói tới ma vực, thần thiên thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn tại đi vào cái này hạ thiên vực về sau, ngược lại là biết rõ rất nhiều đã từng không biết đến tân bí. Tỷ như cái này hạ thiên vực phía trên, còn có trung thiên vực, thiên sứ tinh vân, chính là trung thiên vực. Trung thiên vực phía trên còn có thượng thiên vực, thượng thiên vực phía trên, tựa hồ còn có thiên vực cùng thần vực. Mà thứ tư thiên ma trong miệng ma vực, phải chăng cũng là cùng thiên vực cùng thần vực nổi danh tồn tại. Thần thiên không được biết, nhưng là trận này phong ma, tuyệt đối là hạ thiên vực từ trước tới nay, âm mưu to lớn nhất. Cái kia bị hạ thiên vực tất cả mọi người phụng như thần linh, hô to đương thế anh hào đại năng, lại là đệ nhị thiên ma, là hắn luyện hóa hạ thiên vực kia một đời tất cả cường giả, sau đó lại đem những cường giả này thần hồn, toàn bộ đều phong ấn tại kia trấn ma lồng giam bên trong. Những cường giả kia vẫn luôn nghĩ xông ra lồng giam, mỗi một lần phong ấn nới lỏng, kỳ thật đều là những cường giả này tại phản kháng. Nhưng cũng buồn chính là, hạ thiên vực người, cách mỗi năm vạn năm liền sẽ tới đây ra cố phong ấn, Kể từ đó, những cường giả này liền vĩnh viễn không cách nào xông ra tòa này trấn ma lồng giam. Mà cùng lúc đó, thứ tư thiên ma bọn người, liền ở đây ẩn núp, một mực tại tìm kiếm đủ để dung nạp đệ nhất thiên ma dáng lâm vật chứa. Có lẽ liền bọn hắn cũng không từng muốn đến, cái này một tìm, liền không biết rõ tìm bao nhiêu cái vạn năm. Mãi cho đến hôm nay, bọn hắn tìm được linh Giao, lại bắt được linh Giao, đã qua vạn năm to lớn kế hoạch, rốt cục có thể thực hiện thứ tư thiên ma một mặt cuồng nhiệt nhìn xem kia đã sớm lâm vào hôn mê linh giao tới đi tiếp nhận hắn đi tiếp nhận hắn vĩ đại giáng lâm đúng lúc này một thanh lôi đình chiến kiếm đột một đâm xuyên qua thứ tư thiên ma ngực trực tiếp thấu thể mà qua thứ tư thiên ma mở to hai mắt nhìn ngươi cái này làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn có sức hoàn thủ thần thiên nắm chặt chuôi kiếm có chút xoay tròn triệt để quấy nát thứ tư thiên ma lồng ngực đa tạ ngươi để cho ta biết rất nhiều thần thiên đứng tại thứ tư thiên ma sau lưng, lạnh lùng nói. Thứ tư thiên ma bỗng nhiên lệ ra một ngụm máu lớn, ngươi. Chẳng lẽ, ngươi một mực tại gà ta, thần thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, tại hắn lúc đầu đi vào cái này bên dìa tế đàn duyên, triển khai giới vực chi lực về sau, thần thiên cũng đã bắt đầu lợi dụng hư không động cơ chậm rãi phá giải trận pháp. Ngày đó thần thiên chu sát triệu thanh phong thời điểm, cũng là lợi dụng hư không động cơ, phá giải đại trận kia. Về phần thứ thể nội kia một mực lưu thoán lấy ma khí, Hoàn toàn chính xác cho thần thiên tạo thành phiền phức rất lớn. Bất quá may mà thần thiên lợi dụng đạo chi lực, tính tạm thời chế trụ thể nội ma khí, nhưng là cỗ này ma khí lại ăn mòn thần thiên hư không động cơ. Lấy về phần thần thiên phía sau hai cánh, đều biến thành cánh xương. Thần thiên không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải những thứ này. Hắn nhất định phải cứu linh giao, thậm chí cái gì đệ nhất thiên ma sẽ hay không giáng lâm, từ đó tàn sát toàn bộ hạ thiên vực đây hết thảy hết thảy, thần thiên đều không thèm để ý chút nào. Hắn đã thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt, thấy qua quá nhiều diệt thế, thậm chí chính hắn cũng từng ở nào đó đầu thời gian tuyến bên trên, hủy diệt toàn bộ linh vũ đại lục. Hắn đã chán ghét, nhưng là, người không thể dùng linh dao làm vật chứa. Bất luận kẻ nào, vô luận là ai, đều không được. Thần thiên cắn răng, một kiếm này còn còn chưa xong. Hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hướng phía dưới chém tới. Thứ tư thiên ma toàn bộ thân thể, trong nháy mắt bị thần thiên xé rách, một phân thành hai. Thần thiên trong tay lôi đình chiến kiếm, trên đó lấp lóe lôi quang, không còn trói lóa mắt. Mà là biến thành một cỗ đen như mực vô cùng màu mực, âm lôi. Bởi vì thần thiên hư không động cơ bị ma khí xâm nhiễm, lúc này, hắn hư không động cơ đã biến thành hắc ám động cơ. Nếu quả thật muốn nói, thần thiên lúc này đã là một vị đỏa thiên sứ. Thứ tư thiên mà bây giờ đã chết không thể chết lại. Thần thiên một kiếm này, không đơn giản vận dụng đỏa thiên sứ hắc ám động cơ lực lượng, mà là ẩn chứa một tia đạo chi lực. Đây là thần thiên cưỡng ép đem hai loại sức mạnh tới gần tại cân bằng, lại tán phát ra. Nhưng là sự cân bằng này cực kỳ không ổn định, hơi có sai lầm, đều sẽ là thiên đại tai họa. Thần thiên bỗng nhiên che miệng lại, đen nhánh tiên huyết lập tức từ khe hở bên trong chảy ra. Hoặc hứa chính thần thiên đều không có phát hiện, cặp mắt của hắn đã hiện đầy tơ máu, bắt đầu trở nên tinh hồng. Thế nhưng là thần thiên vẫn như cũ là không dám có chút trần chờ, hắn bỗng nhiên vung ra chuôi này đã biến thành đen như mực lôi đỉnh chiến kiếm một kiếm đóng đinh kia bị phong ấn lại thứ năm thiên ma thần thiên bỗng nhiên đưa tay đỡ kia thạch quan biên giới để mà trèo chống thân thể của mình hắn hiện tại thật lập tức liền muốn đạt tới cực hạn thứ tư thiên ma cùng thứ năm thiên ma sau khi chết giữa không trung đã lơ lửng lên hai đoàn cực kỳ nồng đậm thượng phẩm linh dịch không cái này có lẽ đã vượt qua thượng phẩm linh dịch phạm trù nói là cực phẩm linh dịch cũng không đủ nhưng là Thần Thiên nhưng không có thời gian đi hấp thu kia hai đoàn cực phẩm linh dịch, hắn nhìn chòng chọc vào trong Thạch Quan Linh Dao. Lúc này linh dao có chút không đúng, Thần Thiên vốn là muốn đem linh dao từ trong Thạch Quan mang ra, nhưng lại bị một cỗ cự lực bắn ra. Cỗ lực lượng kia, thậm chí vượt qua vừa rồi trận pháp. Đúng lúc này, toàn bộ Tế Đàn một trận lắc lư. Tế Đàn phía trên, phảng phất xé rách hư không, xuất hiện một cái bọn người cao hư không khe hở. Mà tại kia khe hở chỗ sâu, thần thiên rõ ràng trông thấy, có một viên tinh hồng con mắt, ngay tại hở hứng nhìn xem nơi này. Thần thiên một tay che lấy ngực, một cái tay khác chống đất, chật vật đứng người lên. Hắn ngẩng đầu nhìn xem kia hư không khe hở, khóe miệng nhiều một tia đắng chát. Vẫn như cũng là chậm một bước A, à, thần thiên có thể cảm giác được, từ kia hư không khe hở bên trong truyền ra trận trận ma khí. Đó đã không phải là thần thiên có khả năng chống cực, càng đừng đề cập hắn hiện tại cái này tàn phá thân thể. Trong cái khe kia ánh mắt tựa hồ đem ánh mắt ném đến thần thiên trên thân, hờ hững ánh mắt bên trong, nhiều một tia đùa cợt. Bỗng nhiên, kia hư không khe hở bên trong, giống như nước biển bị đun sôi, ma khí ngập trời bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Trong chớp mắt, một cái hoàn toàn hư ảo ma ảnh, dậm chân từ trong cái khe đi ra. Thần thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, đệ nhất thiên ma. Năm đó, đệ nhị thiên ma một mình một người liền có thể man thiên quá hải, lấy lực lượng một người luyện hóa toàn bộ hạ thiên vực cường giả, như vậy cái này đệ nhất thiên ma lực lượng có thể nghĩ. Có lẽ là nhận lấy cỗ này cường đại ma khí dẫn dắt, thần thiên thể nội kia nguyên bản liền sao động bất an ma khí, cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Thần thiên sắc mặt trong lúc đó trở nên trắng bệch, thân thể của hắn nhoáng một cái, quỳ một chân trên đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, ma ảnh kia cuối cùng từ trong cái khe đi ra, khi hắn chậm rãi rơi xuống đất, đi hướng tế đàn thời điểm. Chỉ là bước ra một bước, phương viên ngàn dặm chi địa, trong nháy mắt trở nên khô héo. Hết thảy hết thảy đều đã bị ma hóa, cây cối giống như sống, nhánh cây bắt đầu điên cuồng chập chờn, trên cành cây trống rỗng sinh ra từng trương mặt người. Hoa cỏ trở nên càng thêm đỏ bừng, nhưng là tại cái này đỏ bừng bên trong, lại cất giấu nguy hiểm chí mạng. Trong nhụy hoa sinh ra nhỏ bé dày đặc răng, tùy thời mà động nuốt chừng quanh mình hết thảy sinh linh. Nước sông trong nháy mắt trở nên đen như mực, từ đáy sông truyền ra trận trận kêu rên cùng nói nhỏ, thỉnh thoảng liền có quỷ ảnh hiện lên. Hết thảy cũng bắt đầu bị ma hóa, cái này còn chỉ là đệ nhất thiên ma hư vô hình, nếu để cho hắn đạt được linh giao thể phách, thành công giáng lâm. Như vậy toàn bộ hạ thiên vực, có lẽ thật liền muốn biến thành một chỗ luyện ngục. chương 3336, dẫn ma nhập thể. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Thần thiên phí sức đứng người lên, vẻn vẹn đứng lên, liền cơ hồ khiến thần thiên dùng hết tất cả lực khí. Đệ nhất thiên ma ngay tại hướng phía linh giao đi đến, mỗi một bước, cái này giữa thiên địa tựa hồ cũng sẽ phát sinh một tia chuyển biến. Thần thiên cắn chặt răng, tay phải làm cách không dò xét vật hình, bỗng nhiên đem kia hai đoàn cực phẩm linh dịch kéo đến trước người lực lượng ta cần càng lực lượng cường đại thần thiên không chút do so dự cơ hồ giống như là nuốt một ngụm liền đem cái này hai đoàn cực phẩm linh dịch nuốt vào trong bụng trong nháy mắt một nguồn sức mạnh minh mông tại thần thiên thể nội nổ tung thần thiên yết hầu ngòn ngọt, ngọt liền muốn lại huệ ra một ngụm tiên huyết lại ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt về tới trong bụng hắn nhìn chòng chọc vào đệ nhất thiên ma hai con người tại không tự giác ở giữa đã biến thành xích hồng thần thiên thể nội khí cơ biến đến càng ngày càng mạnh. Thiên khiếu cảnh tứ trọng, thiên khiếu cảnh ngũ trọng, thiên khiếu cảnh lục trọng, tại nuốt hấp thu kia hai đoàn cực phẩm linh dịch về sau, thần thiên trong nháy mắt, liên tiếp đột phá tam trọng cảnh giới. Hắn khóe miệng, đã đã phủ lên một tia điên cuồng ý cười. Người nghĩ chiếm cứ linh giao thân thể, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Thần thiên tựa như phong ma, trong nháy mắt lướt về phía kia đệ nhất thiên ma, đen như mực lôi đình chiến kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại thần thiên trong tay. Hắn một kiếm vung ra, kết quả kia đệ nhất thiên ma không có chút nào động tác, thậm chí liền nhìn cũng không từng đi xem Thần Thiên một chút. Mà Thần Thiên một kiếm này, tựa hồ cũng chỉ là chống giống trảm tại trong hư không, thậm chí không có tại đệ nhất thiên ma trên thân nhấc lên một tia gợn sóng. Thần Thiên không tin tà, trong tay đưa kiếm không ngừng, nhưng là không ngoài dự tính, đệ nhất thiên ma tựa như là một cái hắc động, đem hết thải công kích toàn bộ hút vào trong đó. Hướng trên đỉnh đầu kia trong cái khe, xích hồng ánh mắt nhìn xem Thần Thiên, hiện đầy trào phúng. Cái này sao có thể? Thần thiên có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ nhất thiên ma chiếm cứ linh giao thân thể. Đệ nhất thiên ma lúc này chạy tới thạch quan biên giới. Thần thiên bỗng nhiên mở miệng nói, chờ chút, chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Đệ nhất thiên ma rốt cục quay đầu, nhìn về phía thần thiên. Thần thiên lau lau rồi một cái khóe miệng tiên huyết, cất cao giọng nói, thả linh giao, để ta làm người dáng lâm vật chứa. Đệ nhất thiên ma mặt là hư ảo, nhưng thần thiên vẫn như cũ là nhìn ra nét mặt của hắn, đó là một loại khinh miệt một loại coi nhẹ ý cười loại kia nhãn thần tựa như là trước đây linh vũ đại lục thiên đạo nhìn về phía linh vũ đại lục chúng sinh như đúc đồng dạng loại này nhãn thần để thần thiên chán ghét đến cực điểm ngươi không xứng đệ nhất thiên ma vậy mà mở miệng nói chuyện thanh âm khàn khàn lại băng lãnh thấu xương đệ nhất thiên ma không còn để ý không hỏi thần thiên mà là chậm rãi đem bàn tay hướng về phía trong thạch quan linh giao thần thiên muốn rách cả mí mắt hắn bỗng nhiên đem lôi đình chiến kiếm cắm vào bên cạnh trên mặt đất ta sẽ không để cho hạ giao lại một lần nữa từ bên cạnh ta bị người cướp đi. Hôm nay, ai cũng không động được nàng, Thiên Vương lão tử cũng không được, ta nói. Thần Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng thôi động hắc ám động cơ, nhưng lại không phải vận chuyển bình thường, mà là nghịch hướng vận chuyển, Thần Thiên hai con ngươi tinh hồng, hắn giơ lên một cái tay, hướng về phía đệ nhất thiên ma. Lập tức, một cỗ bàng bạc hấp lực từ thần thiên nơi lòng bàn tay truyền ra. Thần Thiên vận chuyển thôn vệ chi lực, nghịch hướng thôi động hắc ám động cơ, cỗ này thôn vệ chi lực trong lúc đó trở nên cực kỳ khủng bố đệ nhất thiên ma trong nháy mắt quay đầu nhìn về thần thiên trong mắt nhiều cũng một tia kinh sợ hèn mọn nhân loại người dám thần thiên thất khiếu bên trong toàn bộ chảy ra đen nhánh tiên huyết hắn tiêu dung biên cuồng kia cỗ thôn vệ chi lực trở nên càng thêm cường đại thần thiên phảng phất hóa thân thành một cái hắc động quanh mình hết thảy ma khí toàn bộ đều bị thần thiên hút vào thể nội liền liền đệ nhất thiên ma đều tại loại này không thể địch nổi thôn vệ chi lực dưới bắt đầu không tự chủ được hướng phía thần thiên đi đến. Đây cũng là bởi vì đệ nhất thiên ma lúc này trạng thái chỉ là một cái ma khí linh thể, chỉ có thần hồn lại không thực thể, nếu không mặc cho thần thiên thôn vệ chi lực mạnh bao nhiêu, cũng căn bản không cách nào dung chuyển hắn. Lúc này loại này tình huống, cũng là tính trời xui đất khiến, để thần thiên tìm được một cái phá cục phương pháp. Hắn muốn đem toàn bộ đệ nhất thiên ma, hút vào thể nội, lại đem hắn luyện hóa, không thể không nói, đây quả thật là một cái cử động điên cuồng nhưng là thần thiên tựa hồ mỗi một lần phá cục đều là như thế không chút nào phân rõ phải trái phá nồi đồng trầm chu không phá thì không xây được đệ nhất thiên ma tựa hồ cũng xem thấu thần thiên ý đồ hắn có chút kinh sợ quát ầm lên chỉ là sâu kiến dám đi này đại nghịch tiến hành ta muốn ngươi chết đệ nhất thiên ma thoạt đầu căn bản liền không có nhìn tới thần thiên một chút trong mắt hắn thần thiên đã là lập tức liền muốn biến thành một giới ma vật căn bản không đáng giá nhắc tới thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện Thần thiên thể nội lại có hư không động cơ, thậm chí còn có một tia đạo chi lực, chỉ bất quá kia hư không động cơ đã bị ma khí ăn mòn, biến thành hắc ám động cơ. Trách không được hắn ngay từ đầu không có phát giác, đệ nhất thiên ma trên thân bắt đầu chia cách ra từng tia từng sợi tinh thuần ma khí, cỗ này ma khí thậm chí tinh thuần đến cơ hồ tương đương với dòng nước, toàn bộ tràn vào thần thiên trong thân thể. Đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đệ nhất thiên ma tách ra những này ma khí, chỉ vì để thần thiên bảo thể mà chết. Đã ngươi muốn hút ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có hay không lớn như vậy khẩu vị. Thần thiên tiếu dung điên cuồng, lúc này tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Nếu là nhìn kỹ lại, thần thiên thân thể tựa hồ cũng đã có một tia không dễ dàng phát giác vết rách. Thần thiên, tiếp nhận không được ở như thế to lớn ma khí. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có muốn ý dừng lại, trong mắt tràn ngập vô tận điên cuồng. Đệ nhất thiên ma trong mắt suốt cuộc xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không có khả năng, chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể tiếp nhận nhiều như thế ma khí nhập thể? Khư không khe hở bên trong, kia tinh hồng con mắt, giờ phút này cũng nhiều một tia âm hàn. Kia con mắt đưa mắt nhìn Thần Thiên một chút, một cỗ khó mà nói nên lời lực lược lập tức quét sạch Thần Thiên quanh thân. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, muốn đem Thần Thiên nhào nặn, nghiền nát. Thần Thiên trong miệng, truyền ra thống khổ kêu rên, đệ nhất thiên ma cười lạnh một tiếng, châu châu đá xe, buồn cười không tự lượng. Đúng lúc này, thở dài một tiếng, bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người, tựa hồ là đang xa xôi chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt. Tiên khung đại lục, đạo tổ ngồi ở kia đầu bên dòng suối nhỏ, như miệng ngậm thiên hiến, nói một câu nói. Đăng pháp vương tọa tố sư tử hống, thiên nhiên ám thất, nhất đăng tức minh. Ngay tại đạo tổ nói xong câu đó về sau, chỗ này có thể xưng thế ngoại đào nguyên chi địa bên trong, đột ngột xuất hiện hai người. Một vị tăng nhân, một vị khác, thì là một vị chân chính người đọc sách. Tăng nhân chắp tay trước ngực, tựa hồ là cảm thấy đạo tổ câu nói này nói không tệ, dứt khoát liền theo một câu, thải vân bổ nạp, phóng hổ quy sơn, tông phong như long, kiến tính thành Phật, vị kia lông mày cần bạc trắng, nhưng lại mặt mũi hiền lành niên kỳ bước người đọc sách, chỉ là cười nói sau cái chữ. Truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, truyền đạo, truyền đạo tổ chi đạo, thụ nghiệp, thụ Phật đà chi nghiệp, giải hoặc, hiểu trí thánh chi nghi ngờ, chương 3337, không trụy ma đồ, sao gặp tiên lộ. Giờ phút này, trấn ma chi địa, đệ nhất thiên ma cười lạnh một tiếng, hư không khe hở bên trong, kia ma nhãn chủ nhân, thế nhưng là so với mình còn muốn cường đại tồn tại. Có nó xuất thủ, cái này sâu kiến, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Dựa theo thói quen của nó, chỉ sợ cái này thần thiên, cuối cùng cũng chỉ lại biến thành một cái viên cầu. Xương cốt đều bị bóp nát, sau đó vào thành một cục. Thần thiên cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ cơ hồ không cách nào kháng cự cự lực, quét sạch tự mình quanh thân. Thần thiên thống khổ kêu thảm, da của hắn bắt đầu từng khúc dạn nứt, xương cốt nứt nát, toàn thân dướng máu, cơ hồ đã biến thành huyết nhân. Đúng lúc này, kia thở dài một tiếng, bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người. Đệ nhất thiên mà con người bỗng nhiên co rụt lại, ai? Đáng tiếc, hắn đáp án này, nhất định là không ai có thể trả lời hắn. Nhưng là kia chúng đầu người đỉnh hư không khe hở, lại ầm vang nổ nát vụn. Tựa hồ là lấy loại phương thức này, trả lời vấn đề của hắn. Viên kia giấu ở hư không khe hở sau tinh hồng ánh mắt, tựa hồ có chút không thể tin được. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ thần sắc mà kia hư không khe hở, lại là thật sự không kiên trì nổi, chập trần hai lần về sau, hoàn toàn biến mất. Đệ nhất thiên ma thần sắc đại trấn, hắn nhìn thoáng qua thần thiên, thần thiên thân thể thụ trọng thương, giờ phút này lâm vào ngắn ngủi hôn mê, thôn vệ chi lực tự nhiên cũng theo đó tiêu tán. Thậm chí liền liền giới vực chi lực đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vướng bận sâu kiến, vậy mà mưu toan thôn vệ ta, bản tỏa trước nuốt ngươi. Đệ nhất thiên ma há to miệng rộng, thần thiên cả người trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng, đệ nhất thiên ma híp híp mắt hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía thạch quan mặc kệ rốt cuộc vừa nãy là ai xuất thủ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian vì chính mình tìm tới một bộ nhục thân nếu không lấy lập tức chính mình cái này trạng thái mặc dù còn có ma chi bản nguyên nhưng là không có nhục thân cuối cùng vẫn là quá yếu hắn đi hướng trong thạch quan linh giao mà thần thiên bị hắn hút vào trong bụng về sau chỉ cảm thấy tự mình một mực tải hạ xuống càng không ngừng hạ xuống hắn thân ở một mảnh hắc ám bên trong phảng phất một mảnh hư vô, chỉ có kia vô tận mất trọng lượng cảm giác, bao khỏa hắn toàn thân. Loại cảm giác này, không biết rõ đến cùng kéo dài bao lâu. Tựa hồ rất xa xưa, lại tựa hồ chỉ ở một nháy mắt. Bỗng nhiên, thần thiên tâm hồ bên trong phảng phất rơi xuống một giọt nước. Kia giọt nước tung tóe nhập tâm hồ phía trên thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Sau một khắc, nguyên bản yên lặng tâm hồ, đột nhiên trở nên sôi trào lên. Một ao màu vàng kim hoa sen, bỗng nhiên phun buông ra tới. Thần thiên mở tròn mắt, quanh mình là một mảnh hắc ám. Kia là thuộc về ma hắc ám, không trộn lẫn bất luận cái gì đồ vật, đơn thuần nhất hắc ám. Thần thiên duỗi ra hai tay, lại hoàn toàn nhìn không thấy. Cái này, đây là nơi nào, ma tâm, một thanh âm, bỗng nhiên vang lên tại thần thiên tâm hồ phía trên. Thần thiên thần sắc chấn động, sư tôn, thanh âm này, là đạo tổ. Sư tôn, xảy ra chuyện gì, nơi này là nơi nào, linh giao đây, nàng thế nào, thần thiên lo lắng hỏi. Người bị đệ nhất thiên ma nuốt vào trong bụng, nhưng nghĩ cứu linh giao, chỉ có thể phá thể mà ra. Không ăn ma tâm, sao phá ma thể? Không rơi vào ma đồ, sao gặp tiên lộ? Phượng hoàng niết bàn, không phá thì không xây được, thiện ác đều trong một ý nghĩ, nhớ lấy, nhớ lấy. Đạo tổ thanh âm vang vọng thần thiên tâm hồ phía trên, nhưng lại trở nên càng ngày càng xa xăm. Linh giao, ta muốn đi ra ngoài cứu linh giao." Thần Thiên Song quyền nắm chặt, hắn điên cuồng đánh lấy chu vi hắc ám. "Nhưng cái này trung quy là vô dụng công, a, à, đáng chết, thả ta ra ngoài." cái này vô tận hắc ám không có bất kỳ thanh âm gì ngoại trừ hắc ám liền chỉ còn lại hắc ám cái này khiến thần thiên suýt nữa phát cuồng hắn kịch liệt thở hổn hển chỉ cảm thấy toàn thân hiện lạnh hắn nhìn về phía chu vi mảnh này hắc ám tựa hồ giống như muốn đem tự mình thôn vệ hết thần thiên che lấy ngực cưỡng ép để cho mình chấn định lại hắn bắt đầu hồi ức đạo tổ lưu lại kia mấy câu không ăn ma tâm sao phá ma thể không rơi vào ma đồ sao gặp tiên lộ phượng hoàng niết bàn không phá thì không xây được làm thần thiên ổn định lại tâm thần thời điểm, hắn mới phát hiện, lòng của mình trên hồ, vậy mà thịnh phóng một ao sáng chói màu vàng kim hoa sen. Kia một ao hoa sen, nếu là nhìn kỹ lại, ao nước lại là từng cái văn tự lát thành mà thành. Đầy ao hoa sen, tràn ngập vô tận nói ý, mà kia hoa sen, y theo Phật ra lời nói, một bông hoa mốt thế giới, một lá một như lai. Nho nhỏ một ao hoa sen, lại là tập tam giáo chi đại thừa. Thần thiên nhìn xem cái này một ao hoa sen, tâm cảnh rốt cục bình ổn không ăn ma tâm sao phá ma thể thần thiên hình như có sở ngộ nguyên lai muốn phá cái này ma thể liền muốn nuốt đệ nhất thiên ma ma tâm không rơi vào ma đồ sao gặp tiên lộ thần thiên khẽ nhíu mày câu nói này là dụng ý gì thôi tạm thời không đi nghĩ việc cấp bách là muốn trước từ đệ nhất thiên ma trong bụng ra ngoài mới là phượng hoàng niết bàn không phá thì không xây được đối với câu nói này thần thiên xem như tràn đầy cảm xúc hắn đoạn đường này đi tới giống như nhiều lần đều là phá rồi lại lập hướng chết mà sinh, thần thiên hít sâu một hơi, đúng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thôn phệ chi lực lại lần nữa mở ra, lần này, mặc ngươi là bực nào ma vật, đều muốn nhập ta thần thiên chi bụng. Bên ngoài, đệ nhất thiên ma đã chuẩn bị chiếm cứ linh giao thân thể, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bưng kín tim. Bản nguyên chi lực, cái này, này làm sao biết, ta bản nguyên chi lực làm sao ngay tại biến mất, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ đệ nhất thiên ma thể nội truyền ra. Ghê tởm, chẳng lẽ là cái kia nhân loại, đúng lúc này đệ nhất thiên ma bỗng nhiên toàn thân run rẩy cái này cỗ lực lượng này đây là tiên từ trong cơ thể mình truyền ra cỗ lực lượng kia để hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc đã quen thuộc lại sợ hãi tiên lực đích thật là tiên lực làm sao có thể đây không có khả năng tiên vực đã bị triệt để phủ bụi thế gian này làm sao có thể còn sẽ có tiên nhân đệ nhất thiên ma toàn thân run rẩy mà khoanh chân ngồi ở kia một mảnh trong bóng tối thần thiên có lẽ còn không biết rõ từ cái này tâm hồ phía trên một ao hoa sen nở rộ về sau, hắn có lẽ chính là thế gian này vị cuối cùng tiên nhân. Hay là từ một cái khác góc độ đi nói, có lẽ là cái thứ nhất. Tiên khung đại lục, đạo tổ vẫn như cố tính tỏa tại sông kia bên cạnh. Kia dáng vóc cao lớn, mặt mũi hiền lành niên kỳ bước người đọc sách, liền cũng ngồi trên mặt đất, cự ly đạo tổ không xa. Một vị khác tăng nhân cũng chậm rãi ngồi xuống, đạo tổ trước tiên mở miệng nói ra, bao nhiêu năm, không giống hôm nay dạng này cùng ngồi đàm đạo vị kia cao tuổi người đọc sách, hay là nói là. Chí thánh tiên sư, hắn cười trêu gẹo nói, không dám cùng đạo tổ luận đạo. Đạo tổ lường chí thánh tiên sư một chút, các người người đọc sách, là chú ý đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Chí thánh tiên sư cười gật đầu, đều là lời vàng ngọc. Vị kia tăng nhân, tự nhiên chính là Phật tổ. Hắn mở miệng nói, khởi nguyên bất tỉnh, tiên vực khó mở. Mà Phật tổ trong miệng khởi nguyên, chính là, địa cầu, chương 3338, chân tiểu nhân giả quân tử. Chấn ma đại trận, hạ thiên vực rất nhiều xếp hàng đầu tông môn, đều đã phái ra đệ tử đến đây tiến hành năm vạn năm một lần phong ấn. Lần này phong ấn, cũng coi là hoàn mỹ thành công. Không ít tông môn đệ tử cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền vội vàng rời đi. Tuy nói nơi này đồng dạng có lớn lao cơ duyên, nhưng là lớn hơn nữa cơ duyên, cũng phải có mệnh đi lấy không phải. Chấn ma đại trận nơi này, lúc này những người còn lại, đã không nhiều. Trừ bỏ Ngọc Hành Tông, liền chỉ còn lại câu trần tông người còn chưa rời đi tần thối cao mày lạnh giọng hỏi thần thiên đây diệp lăng phong lường tần thối một chút người đây coi như là đang chất vấn ta a à. ngươi cũng xứng tần thối bên cạnh thân còn đứng lấy đế thích thiên vận mệnh thần tử bọn người bọn hắn đều là cùng nhau tới đây phong ma vận mệnh thần tử cảnh giới kéo lên không tính chậm lúc này đã có thiên lam cảnh bắt trọng chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền có thể bước vào thiên khiếu cảnh nhưng là cảnh giới kéo lên nhanh nhất vẫn là đế thích thiên mấy ngày không thấy cảnh giới của hắn tu vi đã khôi phục được đã từng đỉnh phong thiên khiếu cảnh thất trọng tần thối thân là đạo thanh cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bán diệp lăng phong mặt mũi. cuống chi diệp lăng phong cũng chỉ bất quá là cái đạo thanh tứ trọng thiên thôi chỉ cao hơn tần thối ra một cái tiểu cảnh giới tần thối tự nhiên mặc sắc hắn. Cứ việc ngọc hành tông so câu trần tông muốn cường hoành rất nhiều nhưng là tần thối lại lơ đánh. Làm sao rất lợi hại a à, vậy ngươi đi diệt câu trần tông a. À ta tần thối phàm là cản một cái, ta theo họ ngươi. Về sau liền gọi lá lui, tần thối thế nhưng là không ngần ngại chút nào tự mình có thể cho thêm câu trần tông mang đến một chút địch nhân. Huống chi, đối với thần thiên, tần thối là cầm lấy thưởng thức thái độ. Giờ phút này thần thiên không cùng những này ngọc hành tông người đồng hành, tám thành là bị những người này ám toán. Tần thối về tình về lý, cũng phải hỏi một chút. Chỉ bất quá Diệp Lăng Phong như thế ngang ngược cản rỡ, ngược lại để tần thối lên hứng thú. Nha, Ngọc Hành Tông đại sư huynh, rất lợi hại a. À. Ta nói, có phải hay không mỗi cái tông môn đại sư huynh đều như thế khiến người chán ghét a. À. Người nói có khéo hay không, người này tấm sắc mặt, vừa lúc cùng ta câu Trần Tông vị kia đại sư huynh như đúc đồng dạng. Người vẫn thật là đừng nói, hai người các ngươi, chưa chừng chính là cái khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hai người các ngươi vậy liền gọi, gọi là cái gì nhỉ? Sói, chật vật, tần thối ra vẻ suy tư hình, vận mệnh thần tử nhịn không được nhỏ giọng bồi thêm một câu cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần thối vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vận mệnh thần tử nghe tần thối ngôn ngữ, có chút buồn cười. Tần thối tại Bích Lạc Trấn đợi thời gian không hề ít, đã từng đi linh vũ đại lục loạn đi dạo, khác không có học, cái này âm dương quái khí mắng chửi người thủ đoạn, ngược lại là học được cái đại thừa. Kỳ thật có rất ít người biết rõ, tần thối nhất ưa thích địa phương, là những cái kia không có tu hành giả nông thôn tiểu trấn nhất là những cái kia trong thôn lân cận ở giữa phụ nữ cãi lột, tần thối càng là nghe say sưa ngon lành. Ngẫu nhiên song phương kéo lấy tóc, đánh nhau ở cùng một chỗ, càng làm cho tần thối mở rộng tầm mắt. Nhưng là Diệp Lăng Phong loại này thiên tri kiêu tử, nơi nào có thời gian đi suy nghĩ những này loạn thất bát tao đồ vật, một thời gian vẫn thật là như nghẹn ở cổ họng, có chút tiếc không lên bảo. Diệp Lăng Phong sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là động khí, hắn lạnh lùng nhìn tần thối một chút. Người cứ như vậy muốn chết, chỉ là một cái câu Trần Tông, cũng vừa tại cái này cùng ta kêu gào. Không đề cập tới còn tốt, nhắc lên câu Trần Tông, tần thối cái eo lập tức lại đứng thẳng lên mấy phần. a à, có bản lĩnh người mang theo Ngọc Hành Tông đánh lên câu Trần Tông, ta câu Trần Tông nếu là nhăn một cái lông mày, về sau liền đổi tên chó Tạp Tông. Đế thích thiên nhịn không được nhìn tần thối một chút, câu này mắng, đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm không phải. Diệp Lăng Phong lần này là thật động sát tâm, nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo thiên ảnh hoảng hoảng trương trương ngự phong mà đến. Diệp Lăng Phong lông mày nhất thời nhíu lại, mộng đồng, người tới, chính là mộng đồng, nàng trợ giúp thần thiên cản lại không ít phong linh đại quân, nhưng là thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, nàng cũng chỉ đành đi đầu lui ra chiến trường. Nhưng là thần thiên đã xâm nhập, lúc này càng là đã sớm không biết rõ đi tới nơi nào, chính mộng đồng một người lại không cách nào giải cứu thần thiên, đành phải kiên trì trở về viện binh. Tần thối nhìn thấy mộng đồng cũng là khẽ nhíu mày, hắn biết rõ lúc trước cái này mộng đồng tựa hồ cùng thần thiên một đường đồng hành bây giờ cũng chỉ có nàng một người trở về rồi hẳn là thần thiên gặp cái gì bất chắc mộng đồng trông thấy tần thối đầu tiên là sững sờ sau đó trên mặt lập tức vui mừng nàng biết rõ tần thối cùng thần thiên hai người quan hệ coi như không tệ lúc này thần thiên gặp nạn cái này tần thối nói không chính xác có thể giúp hắn mộng đồng tới chỗ này tranh thủ thời gian nói ra tần thối có người bắt đi linh dao thần thiên vì cứu linh dao độc thân một người tiến vào chỗ sâu hiện tại hiện tại sinh tử chưa biết tần thối sắc mặt hơi đổi đế thích thiên cũng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là rất lý trí nói ra, sư đệ, người này nói không thể tin, nói không chừng nàng là nghĩ dẫn nhóm chúng ta nhập cái này trấn ma chi địa chỗ sâu. Huống hồ, thần thiên không phải người ngu, hắn chưa chắc sẽ vì kia linh giao độc thân mạo hiểm. Trấn ma chi địa chỗ sâu, nơi đó cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào đi, lại trở ra tới. Vận mệnh thần tử lại lắc đầu, khó mà nói, khác ta không dám hứa chắc, nhưng là loại sự tình này, đích thật là thần thiên có thể làm ra. Tần thối cũng có chút do so dự, hắn không phải là không muốn đi cứu thần thiên thật sự là trước mắt cái này nữ nhân không thể tin mộng đồng có chút nóng này ta nói đều là thật chuyện này ta hoàn toàn không cần thiết đi lừa các ngươi thần thiên cùng linh giao đều là ta tự mình tiếp nhập ngọc hành tông ta sao lại hại hắn diệp lăng phong nghe thấy mộng đồng coi trọng như thế thần thiên sắc mặt lại là trầm xuống hắn mở miệng nói ra mộng đồng thần thiên sư đệ nếu đang có chuyện nhóm chúng ta ngọc hành tông tự sẽ phái ra sư huynh đệ hỗ trợ cũng không nhọc đến người khác đại giá Tần thối tại trong tông môn chờ đợi lâu như vậy, người ở bên trong nợ tình lõi đời cùng những này tính toán đã sớm mò thấy. Diệp Lăng Phong một câu nói kia, hắn liền đại khái biết rõ là thế nào một chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, lại là loại này lão kiều đoạn. Làm sao, sợ hãi thần thiên đoạt ngươi nữ nhân, cho nên thiết kế hại hắn. Các ngươi những người này, thật sự là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Tần thối nhìn về phía đế thiết thiên cùng vận mệnh thần tử, nói ra, bọn hắn vong ân, chúng ta không thể phụ nghĩa, sư huynh, không bằng chúng ta đi một chuyến. Đế thích thiên khẽ nhíu mày, vốn muốn cự tuyệt, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có thần thiên xuất lực, tự mình cũng liền không về được cái này hạ thiên vực, càng đừng đề cập báo thù rửa hận. Lần này, tạm thời cho là trả lại hắn, Diệp Lăng Phong lúc này chợt đứng dậy, lại không chút nào che giấu tự mình sát ý. Ta nói, nhóm chúng ta tông môn nội bộ xử tình, nhóm chúng ta ngọc hành tông chính sẽ giải quyết. Các ngươi, còn chưa xứng hiển nhiên, Diệp Lăng Phong là quyết tâm dự định ngăn lại tần thối một đoàn người. Tần thối cũng không phải loại kia sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi người, người như muốn đánh, vậy liền đánh. Một thời gian, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, một cỗ ma khí, tại trấn ma chi địa chỗ sâu, phóng lên tận trời. Cỗ này ma khí tinh thuần, đơn giản nghe rợn cả người. Đám người cùng nhau biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia vị trí. Mộng đồng càng là sắc mặt kịch biến, nơi đó, nơi đó chính là thần thiên biến mất địa phương, chương 3339, sinh tử phía trên sáng tạo diệt chi lực. Chấn ma chi địa chỗ sâu, kia cỗ ma khí phóng lên tận trời chi địa. Linh Giao an tĩnh nằm tại trong thạch quan, mà tại kia thạch quan cái khác đệ nhất thiên ma. Không, lúc này phải gọi hắn, thần thiên, đệ nhất thiên ma muốn đem Linh Giao làm dáng lâm vật chứa, nhưng lại phản bị thần thiên thôn phệ. Vừa rồi kia cỗ phóng lên tận trời ma khí, chính là đệ nhất thiên ma bị thần thiên ăn ma tâm, phá thể mà ra, từ đó đem đệ nhất thiên ma, triệt để thôn phệ. Lần này nếu không có tam giác tổ sư tương trợ, thần thiên có lẽ đã sớm biến thành một giới ma vật, hay là mê thất ở mảnh này trí chăn trong hắc ám. Nhưng dù cho như thế, thần thiên lúc này tình trạng, vẫn như cũng là sưng không lên tốt bao nhiêu. Thần thiên thể nội, cực kỳ náo nhiệt, giống như sông lớn nhánh sông, dần dần hội tụ thành biển. Thôn vệ đệ nhất thiên ma, cũng không vẻn vẹn là hút vào những ma khí kia mà thôi, thần thiên thể nội, nhiều một tia ma chi bản nguyên. Tại thần thiên trong đan điền, có một cái màu đen khí toàn, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động. Thần thiên sắc mặt tái nhợt, đôi môi đen nhánh, hắn chậm rãi khoanh chân trên mặt đất, mái tóc đen nhánh, không biết cái gì thời điểm vậy mà đã trở nên trắng như tuyết. Ma khí vần quanh quanh thân, thần thiên tựa hồ rốt cuộc để ý hiểu đạo tổ câu nói kia. Không rơi vào ma đồ, sao gặp tiên lộ, thần thiên thể nội, hiện tại thì tương đương với có hai cỗ lực lượng đang đánh nhau. Tâm hồ phía trên, kia một ao sáng trói màu vàng kim hoa sen, là tiên tri lực mà vùng đan điền kia màu đen khí toàn thì đại biểu cho ma lực. Thần Thiên thời khắc này trạng thái, thật ứng với đạo tổ câu nói kia. Thiện ác đều trong một ý nghĩ, nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma. Giờ phút này, Linh Vũ Đại Lục, Linh Vũ Đại Lục một đám cường giả đỉnh cao, còn tại Mân Thiên dẫn đầu dưới, đánh với Thiên Đạo một trận. Một trận chiến này, chú định khoáng cổ Tuyệt Kim, tại Linh Vũ Đại Lục thay đổi âm dương thời điểm, Thần Thiên tiếp nhận tất cả Linh Vũ Đại Lục tất cả nhân quả. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, thần thiên hợp đạo toàn bộ linh vũ đại lục. Hắn lúc này ở vào loại này trạng thái huyền diệu dưới, đúng là như mở thiên nhãn, linh vũ đại lục phát sinh hết thảy, hắn vậy mà có thể thu hết vào mắt. Mân Thiên đứng tại nhất phía trước, đối cứng thiên đạo. Sau lưng Mân Thiên, Vũ Vô Tâm cầm kiếm mà đứng, nhãn thần chiếu sáng rạng rỡ. Vũ Vô Tâm bên cạnh thân đứng đầy ứng vô khuyết, vấn thiên cơ, thiên tâm, các loại vân vân. Trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt, nhìn chăm chú bọn hắn. Mân Thiên đầu tiên là nhíu nhíu mày, cuối cùng khóe miệng nhếch lên lạnh như băng xương trên mặt giờ phút này vậy mà cũng nhiều thêm một tia không hiểu ý cười tuyết rơi này cũng nhìn thấy chân trời đôi mắt kia hơi kinh ngạc lại có chút tâm tình khó tả bởi vì đôi mắt này nàng cảm thấy rất quen thuộc công tôn viêm cùng hy nguyệt liếc nhau cơ hồ chăm miệng một lời nói ra thần thiên vũ vô cực lòng kiếm tâm phong vô thương mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại thần sắc đều là chấn động cái này đây là thần thiên linh vũ đại lục người cơ hồ đều gặp được cái này một đôi yên lặng nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn. Liền liền Thiên Đạo Phong Vô Hiên cũng nhìn thấy, hắn trong mắt lóe lên một vòng hận ý, còn có một tia ẩn tàng cực tốt kiên kỵ. Không sai, chính là kiên kỵ, Thần Thiên nhìn xem Phong Vô Hiên, lúc này chỉ cảm thấy có chút châm chọc. Từng có lúc, cái này cao cao tại thượng thiên đạo, bây giờ xem ra cũng chỉ bất quá. Chỉ thường thôi thôi, Linh Vũ Đại Lục phía trên, bỗng nhiên tràn ngập hai cỗ lực lượng vô danh. Càng giống là hai loại linh khí phô luận là loại kia, đều cực kỳ tinh thuần. Một loại lực lượng, phản phất nhưng khác vạn vật khôi phục, mà đổi thành một loại, phản phất có thể làm vạn vật trầm luân. Tiên ma chi lực, thần thiên hợp đạo toàn bộ linh vũ đại lục, như vậy tại người khác trong thân thể phát sinh hết thảy, cũng sẽ ở cái này linh vũ đại lục phía trên, đạt được cụ tượng hóa thể hiện. Đánh cái so sánh, nếu là thần thiên bị người đánh thành trọng thương, kia linh vũ đại lục nào đó một chỗ, nói không chừng chính là vạn giảm chi địa đều chìm ngìm. Nếu là thần thiên bỏ mình, như vậy toàn bộ linh vũ đại lục cũng sẽ linh khí ngày càng khô kiệt, cuối cùng toàn bộ linh vũ đại lục biến thành một chỗ vô pháp chi địa. Cùng phong vô hiên so ra, tựa hồ lúc này thần thiên mới càng giống là linh vũ đại lục thiên đạo. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thần thiên tâm niệm cùng một chỗ, phong vô hiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự ý chí, bao phủ tự mình quanh thân. Sau một khắc, phong vô hiên cả người, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Thần thiên, phong vô hiên khàn giọng kiệt lực gầm rú, người muốn làm cái gì, thần thiên, trên bầu trời thần thiên hai mắt vẫn như cũ là hờ hững nhìn chăm chú lên hắn sau một khắc phong vô hiên thân thể bắt đầu từng khúc dạn nứt thần thiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện từ hôm nay trở đi linh vũ đại lục thiên chỉ có ta thần thiên phong vô hiên người sống lâu như vậy đáng chết thần thiên vừa dứt lời một cỗ tiên ma chi lực trong nháy mắt quét sạch phong vô hiên thân thể phong vô hiên cảm thụ được hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt sắc mặt cuồng biến làm sao có thể cái này sao có thể thần thiên ngươi phong vô hiên lời nói vẫn chưa nói xong hắn toàn bộ thân thể liền biến thành chôn phấn một đời thiên đạo như vậy triệt để vẫn lạc thần thiên có lẽ chính mình cũng còn chưa phát hiện cảnh giới của mình tại thôn vệ đệ nhất thiên ma về sau bắt đầu điên cuồng kéo lên thiên khiếu cảnh thất trọng thiên khiếu cảnh bát trọng đạo thanh cảnh đạo thanh cảnh nhất trọng đạo thanh cảnh nhị trọng đúng là trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới mà lại cỗ này kéo lên ba động còn chưa từng biến mất chỉ bất qua thần thiên giờ phút này quan sát linh vũ đại lục, không có phát giác mà thôi, hắn giờ phút này quan sát linh vũ đại lục, tựa như là ở bên trong xem nhân thân của mình tiểu thiên địa, thần thiên thời khắc này ánh mắt, không có đi nhìn linh vũ đại lục trên bất cứ người nào, mà là tại nhìn xem một tòa vô danh trên đỉnh núi. Một đóa hoa dại, kia hoa nở lại bại, cảm ơn lại mở, nơi đây tuần hoàn, chính là sinh tử, sinh tử chi lực, thần thiên cũng sớm đã lĩnh ngộ, nhưng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thần thiên tựa hồ hiểu rõ một loại, Siêu thoát sinh từ lực lượng. Hoa này tà hoa khai, tựa như là một người từ thiếu niên một đường xa đi, làm nào đó một ngày ngoái nhìn mới phát hiện. Nha, tự mình vậy mà đi xa như vậy con đường bất chi bất giác Liên già rồi. Thần thiên tâm niệm cùng một chỗ, một cỗ ma lực bao khỏa đóa này đỉnh núi hoa dại. Hoa này trong nháy mắt khô héo, thậm chí hư thối, lại không hoa khai ngày, thậm chí từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Thần thiên nghĩ nghĩ, tâm niệm tái khởi, tiên lực liền cũng theo đó mà lên đoá này hoa dại đúng là khởi tử hồi sinh có lẽ nói là khởi tử hồi sinh cũng không hẳn vậy chẳng bằng nói là mới đoá hoa kia đã triệt để biến mất không phải chết rồi mà là bị hủy diệt tiêu tán thế gian này lại không thể có thể tìm đến một gốc như đúc dạng đồng dạng bỏ ra mà cái này một đoán nở rộ hoa là thần thiên dùng tiên lực chống rỗng sáng tạo ra thần thiên nhìn xem đoá hoa này trong lòng bỗng nhiên rung mạnh thì ra là thế sinh tử bên ngoài là sáng tạo diệt cái nào đó sinh linh như nghĩ sinh tất nhiên có người muốn đi sáng tạo như muốn chết tất nhiên muốn trải qua một cái hủy diệt quá trình nơi đây chính là sáng tạo diệt chi lực đã dung nạp sinh tử nhưng cũng đã vượt ra sinh tử